Kết thúc tập 3 The New Mentor người mẫu toàn năng 2023, vượt qua thử thách khét quốc liên hoàn đầy thuyết phục tại Groving Area, team Super Mentor Thanh Hằng đã có chiến thắng đầu tiên. Việc bất ngờ chọn team Super Mentor Hương Giang an toàn đã khiến team Super Mentor Hồ Ngọc Hà và team Super Mentor Lan Khuê rơi vào thế nguy hiểm, với kết quả đầy gây cấn tại Judgment Area, khi hai thành viên Thảo Đặng và Hờ Duyên thuộc team Super Mentor Hồ Ngọc Hà phải ra về. Chị xin lỗi là chị sẽ chọn Thảo Đặng. Em sẽ mãi mãi mang tiếng là đang được ở lại đây bởi vì quan hệ công việc riêng với Dược Sĩ Tiến. Anh sẽ loại Hờ Duyên. Về ngủ ngon để tập sau mình còn chiến. Hành trình The New Mentor người mẫu toàn năng lại tiếp tục với những thử thách cam go phía trước. Đội nào sẽ nắm bắt được cơ hội để vượt lên? Người mẫu nào sẽ tỏa sáng? Tất cả sẽ có trong tập 4 của The New Mentor người mẫu toàn năng 2023. Absolutely perfect. It was the wrong photo. When this photo is one of my 10. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội linh hoạt đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ California Fitness and Yoga đã đồng hành cùng chương trình nhằm lan tỏa thông điệp một đời sống khỏe đến với cộng đồng. Cảm ơn nhà tài trợ trang phục thời trang tập luyện Olaben đã đồng hành cùng chương trình. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với tập 4 của The New Mentor, người mẫu toàn năng 2023. Và như thường lệ thì mở đầu mỗi tập sẽ là hoạt động của Comprehensive Area. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã được dịch chuyển tới phòng yoga của California Fitness and Yoga. Tại sao chúng ta lại xuất hiện trong bộ trang phục này với layout makeup như vậy? Đó là bởi vì sau khi hoàn thành xong lớp học, các bạn sẽ phải ngay lập tức thực hiện thử thách của Comprehensive Area. Và bây giờ Tiến xin được phép trân trọng giới thiệu một Super Mentor sẽ có mặt với tất cả các bạn ngày hôm nay, chính là Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Xin chào Super Mentor Hồ Ngọc Hà, bạn có thể chia sẻ là bộ môn yoga thì có liên quan gì tới nghề người mẫu và cái mức độ quan trọng cũng như cần thiết của bộ môn này đối với nghề nghiệp của các bạn không ạ? Yoga là một bộ môn đòi hỏi các bạn kiên trì và yoga sẽ có rất là nhiều những lợi ích. Đầu tiên sẽ giúp cho các bạn có một cơ thể rất là dẻo. Và khi các bạn dẻo thì sao ạ? Các bạn có thể tạo được mọi tư thế, đặc biệt high fashion đòi hỏi. Và đó chính là điều đã giúp cho Hà rất nhiều. Thứ hai, sẽ giúp cho các bạn điều hòa được hơi thở của mình, đặc biệt là những lúc các bạn quá căng thẳng, hồi hộp và run sợ, không biết làm gì. Và thứ ba, lợi ích mà Hà nghĩ là tất cả chúng ta đều mong muốn, đó chính là trẻ lâu và luôn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Và đây là những điều mà Hà đã nhận ra từ 15 năm trước và Hà đã tập yoga duy trì cho đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn Super Mentor Hồng Hà. Đến với lớp học của Comprehensive Area, chúng ta sẽ luôn cần có Super Coach. Và ngày hôm nay các bạn có tới 2 Super Coach đến từ California Fitness and Yoga. Xin trân trọng giới thiệu Mr. Navin Yada, Senior Instructor, sẽ là người hướng dẫn các kỹ thuật yoga căn bản. Và tiếp theo xin trân trọng giới thiệu Basavara Konnur, Training Supervisor, sẽ là giáo viên chuyên môn Yoga Flow. Namaste, myself Raj. Hello, Mr. Navin. Can you share with our model about yoga? Yoga is more beneficial for improve your core strength and increase your flexibility, stamina, and it's make you more younger, more stronger. Yes, and it's more connection between model and yoga. You can focus if your focus power is good, so you can walk easily on stage. Hello, Mr. Basavara. What is the difference between yoga and yoga flow? Yoga is just we do the posture with warm up, but yoga flow is go with the flow. I mean, one posture to another posture. It's a continuity. And yoga flow, it will help strengthen your heart health, improves your stability. It will help strengthen your heart health. Also, it opens your hip joint. Yoga hay là yoga flow đều phải rất tập trung. Khi các bạn tập bất kỳ một cái tư thế nào, thì mắt của mình chỉ nhìn một điểm và tập trung vào hơi thở của mình. Còn yoga flow là gì ạ? Flow nghĩa là các bạn sẽ phải di chuyển mọi động tác không ngừng nghỉ. Giống như các bạn múa đương đại vậy đó. Thì khi tập yoga thì từ cái động tác này qua động tác kia phải liên tục. Và các bạn phải rất chắc cái phần core, phần bụng của mình thì mới có thể làm vững được tất cả mọi động tác. Có quá nhiều điều thú vị với yoga và yoga flow. Và chính vì vậy, ngay bây giờ lớp học của chúng ta sẽ bắt đầu. Và nói trước nha, đây là Master, một trong những người thầy mà Hà rất là thích tập và rất khó chịu. Chúc mừng các bạn. Lần đầu tiên được mặc bộ trang phục này với kiểu tóc này thì Châu cảm thấy rất là mới lạ, kiểu tập yoga một cách mới lạ ấy. Tại Comprehensive Area lần này, các người mẫu của chúng ta sẽ được tiếp xúc với một bộ môn vô cùng bổ ích cho công việc người mẫu, đó chính là yoga và yoga flow. Tại đây, các người mẫu sẽ được tập luyện cùng các chuyên gia hàng đầu của bộ môn yoga tại trung tâm California Fitness and Yoga trong trang phục của thương hiệu Olaben. So now first put your both palm up on your knee like this and then initial gently head up, look down. Like so, head down, look down. Try to head down, forehead down and hold. One by one, elbow straight, tongue tie. And then tummy, chest, chin down. Feel the maximum, stretch your hamstring and pelvic. Ole, ole, don't do sound, just focus your breath. 6, ole, 5, just ole, 4, good. Nhìn thì đơn giản, nhưng mà khi thực hiện thì nó rất là khó vì là luôn phải giữ hơi thở của mình đều. Use your hand, catch your toe, hand behind like this. Catch your toe. Try to push up, look straight. Balance and hold it. Mặc dù trước kia đã tập thể dục rất nhiều, nhưng đây thật sự là môn khó nhằn đối với Phương. Vì phải giãn cơ, người thực sự rất dẻo thì mới làm được những cái tư thế đó. True. Quạnh cứ đứng lên là té, đứng lên là té, dở chân lên là té. Rồi phải gồng người mình. Tại vì cái tính mà gồng người đó nó làm em đổ mồ hôi ướt người luôn. yoga flow rất là giống khi mình posing ở trên set. Thật sự nó rất là tốt cho ngành người mẫu, phụ vân cũng như các bạn luôn. Mình posing người mẫu, mình không thể làm như robot mà kiểu từng dáng như thế này. Thì mình phải làm kiểu mà chuyển động từng dáng. Cái biên độ và động tác của nó nhiều hơn. Em chưa kịp nhớ cái động tác trước là động tác sau đã tiếp tục rồi. Với lại cái độ dẻo của yoga flow á, hình như nó cao hơn. Nên em có cái cảm giác nó sẽ hơi đau và hơi chặn người hơn. Freeze. Stretching. Come back. Stretch. Then hold the ankle. Vân thấy đã mọi người. Thật sự với cái lứa tuổi hiện tại của Vân và những cái vấn đề trên cơ thể của mình thì yoga thật sự rất là cần thiết. Xin chúc mừng các bạn vừa hoàn thành xong lớp học cũng như là vừa lĩnh hội được một cái kỹ năng mới. Vâng, xin cảm ơn Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Và phần thử thách này của các bạn cũng sẽ tiếp tục là một bộ ảnh nằm trong bộ sưu tập Legacy of the New Mentor. Bộ ảnh của các bạn mang tên Renewable Energy. Và mỗi một người mẫu các bạn sẽ có 2 phút để thực hiện bộ ảnh này. Vậy thì nên chọn một tư thế mà các bạn cảm thấy chắc nhất để làm đi làm lại đến lúc nào có được bức ảnh đẹp. Nôm na bộ ảnh là các bạn phải tạo dáng yoga nhưng mà phải thể hiện sao thật là nhiều năng lượng. Các bạn mà làm động tác như này chưa được thì phải ăn gian vào trong cái kỹ năng người mẫu của các bạn. Khi các bạn tạo dáng như thế nào nữa để cho nó đừng có bị bình thường quá. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ luôn luôn có những cái điều không thường lệ. Và điều đó chính là 4 new mentor của tập này sẽ được lựa chọn từ kết quả của thử thách này, chứ không do Super Mentor lựa chọn nữa. Từ cái thử thách đầu tiên cho đến bây giờ Vân đã hoàn toàn khác. Ready, nếu như mà mình làm đủ tốt và mình được chọn thì tất nhiên đó là một điều quá xuất sắc. Em cảm thấy là em chưa có giỏi trong cái phần yoga và em chưa có học yoga nữa. Nên là em rất là sợ, thí dụ người đưa em tập này em không có biết là sẽ train mọi người như thế nào và làm lead như thế nào. Và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động của các bạn ở Proving Area vào ngày mai. Và bây giờ sẽ là thời gian các bạn chuẩn bị cho hoạt động của Comprehensive Area. Các người mẫu sẽ phải thực hiện bộ ảnh mang tên The Renewable Energy nằm trong bộ sưu tập The Legacy of the New Mentor. Các người mẫu sẽ phải áp dụng những tư thế uyển chuyển và mềm mại từ bộ môn yoga và yoga flow để truyền tải một cách tốt nhất về tinh thần của hai bộ môn đầy bổ ích dành cho sức khỏe. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với hoạt động photoshoot của Comprehensive Area. Và Tiến xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo của hoạt động này. Xin trân trọng giới thiệu Mr. Aki, Country Yoga Manager đến từ California Fitness and Yoga. Và ban giám khảo tiếp theo chính là Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Và tôi, host Dược Sĩ Tiến. Và đồng hành với hoạt động photoshoot của 20 thí sinh trong bộ ảnh Renewable Energy lần này chính là những bộ trang phục đến từ thương hiệu Olaben và nhiếp ảnh gia Hậu Lê. Và bây giờ Tiến sẽ xin mời người mẫu đến từ team Super Mentor Thanh Hằng, người mẫu Bùi Tường Vân. Và 2 phút của bạn bắt đầu. Có 2 phút và phải làm đúng những cái gì mà cảm thấy là nó sẽ đẹp, tốt nhất cho mình. Và vô làm luôn chứ không có lan man. Cẩn thận dây che mặt nhá. Sau khi mà học bài học yoga sáng nay thì em áp dụng được vào cái set chụp mình chắc khoảng 30%. Tại vì nhớ được 30 là hay lắm rồi. Em dịch sang bên này một chút bởi vì cái dây đang hơi che mặt. Mình phải nhìn cái dây nào nó không cấn cái mặt của mình ấy. Một cái khung vuông rất là nhiều dây chằng chịt. Nhưng với cái cơ thể gầy còm như thế này, rất là gầy như thế này thì nó không làm khó Phương. Phương có thể luồn lách ở trong đó, vẫn tạo dáng được. Vừa mới thắng một thử thách vừa rồi. Mình muốn được thắng ở thử thách này để được tiếp tục làm new mentor. 3, 2, 1. Hết giờ. Chương trình đã thử thách bằng cách là chăng những sợi dây khá là nhiều và dày. Anh ơi, thế này được nhưng cái tay của mình có thể với cái dây cho nó bớt che cái mặt của mình nhá. Ở trước. Ừ, đấy. Mình cũng chỉ biết là dìm những sợi dây đó xuống một cái lực rất là mạnh và mình nghĩ đó cũng là một cái đúng yêu cầu của đề bài. Mình đã cố gắng giữ đúng cái tinh thần của yoga và giữ được nét high fashion. Cũng mong là sẽ có một cái kết quả tốt. Mới đầu vô thì Mai đã nhanh tay nhanh chân leo vào những cái vị trí mà mình có thể đứng tạo dáng một cách rộng rãi nhất. Cẩn thận dây che, cẩn thận vào sâu quá Mai Ngô ạ, nó sẽ bị tối lên một chút. Mai là một người tập yoga đã lâu lắm rồi và bên cạnh đó mình là một vũ công, mình có thể điều khiển được cơ thể, mình hiểu được cơ thể của mình. Ở trong một cái dáng bow nào đó, mình vươn dài người ra thì mình cảm thấy được một cái độ đẹp của dáng rồi thì mình nghĩ rằng cái dáng đó nó chỉ đẹp ở cái mức độ đó thôi. Tiết kiệm thời gian mình chuyển sang một cái dáng khác tương tự như thế, hoặc là tay chân gần hơn, xa hơn để mình diễn, để mình có nhiều hình hơn để lựa chọn. Và bây giờ sẽ là người mẫu đến từ team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà, người mẫu Thanh Tuyền. Được rồi, sâu xuống, một tay nhấc cái dây lên, một tay nhấc xuống đi. Hạ mông xuống càng sâu càng tốt. Rồi, xuống. Rồi, qua thế khác đi. Mình xéo xéo lại. 1, 2, 3. Tay đằng kia giữ chắc ra ngoài, đúng rồi. Đá mạnh lên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em tự đến thì em chủ động với anh. Đúng rồi. Rồi hít vào. Thấy cái set chụp của mình hôm nay thì Vân rất là muốn được gặp cái bạn creative director. Tại vì Vân không hiểu tại sao mọi người có thể có nhiều cái idea nó hay như vậy. Bị có một cái dây ở trước bị tràn mặt. Lên trên một chút, lên trên một chút. Đúng rồi. Mặc đồ yoga đã chính xác rồi. Nhưng sau đó lại là một cái tóc rất là high fashion và make up high fashion. Tôi nghĩ wow, làm thế nào để mà nó trung hòa giữa hai cái. Và trong set chụp thì Vân mới hiểu những sợi dây đó nó cũng mạnh nhưng mà nó lại có độ giãn. Thì cái độ co giãn đó chính là cái độ yếu, mềm, nó cân bằng, nó balance cũng giống như yoga vậy. Rồi hóp bụng vào. Đẹp, 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 đẹp. Dây che mặt nhiều lắm. Chị Hà đấy, Châu cảm thấy áp lực rất nhiều. Lấy cái tay ở dưới quàng với cái dây đó, rồi. Hôm nay cái make up này rất là lạ và cái bộ trang phục này rất là sáng, thế nên là tinh thần Châu rất là thoải mái và vui tươi. Hậu đến 1, 2, 3 cho các bạn đá chân lên này. Sáng tạo thêm càng nhiều dáng càng tốt, hình rồi thì đã có. Tôi đã làm hết sức thế nên cứ để dòng đời xô đẩy. Đây, đi lên, lên, lên trên một chút. Cái tay với cái cọng dây ở trước, đội che mặt, cái tướng đấy rất đẹp, dáng đấy rất đẹp. Cẩn thận cái cọng trước mặt kìa. Tưởng là sẽ kiểu có một cái thảm trải như kiểu đi tập yoga và mình sẽ pose dáng ở trên cái thảm đó. Nhưng mà đây là một cái box và trong đó thì rất là nhiều dây. Làm cái động tác lúc tập đâu. Một chân đưa lên, một tay quàng ra sau. Một phát là vào và pose dáng luôn và tính giờ luôn nên là mình cũng khá là hoang mang. Rồi nâng lên, hóp bụng căng người ra. Đúng rồi. Cái tay đằng sau ôm đầu. Sao? Đúng rồi, cố gắng căng người lên nào. Cái chân để lên đầu gối như lúc đầu đi, rồi cái tay ôm như thế. Rồi. Chân xuống một chút, nơi cái đầu gối xuống một chút. Giang ơi, em đứng lên trên một chút, xong em cẩn thận mấy cái dây mà che cái mặt của mình nhá. Đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Mình có nên bứt phá hay không? nên làm những cái dáng mà nó không yoga quá hay không, nó high fashion một chút hay không, nó mạnh mẽ lên và nó kiểu dạng như là đúng cái set design đấy hay không, hay là mình nên làm yoga và an toàn. Muốn làm cái thế đấy đẹp á, phải nhích lên gần máy chút em ạ. Em hơi bị mất người với lại ngang lại. Hít xong rồi lên, hít 1, 2, 3. Ui. Bọn em có khả năng bứt phá, nhưng mà bọn em luôn luôn có một nỗi sợ, đấy là nỗi sợ lạc đề. Là trước khi muốn sáng tạo thì em phải làm đúng trước đã. Nên là hôm nay em đã chọn an toàn. Cẩn thận mất mặt. Cái cổ đừng ưỡn ra sau, cổ đưa tới trước, đúng rồi. Cổ phải đưa tới, không. Đó, đó, đấy, rồi chân lên. Để có thể trở thành The New Mentor, mình sẽ phải tạo dáng bứt phá hơn. Bình tĩnh nhá, dáng nào phải xong cái dáng đấy, lúc nào cái mặt ok cái đã mới chuyển sang cái khác. Sử dụng những cái lợi thế dẻo dai của mình để có thể tạo những dáng khó. Còn 10 giây, còn 10 giây, còn 10 giây, cố lên. Nào. Khá là thoải mái. Mình cũng đã tạo được những cái dáng khó. Cọng dây ở trước mặt bị che cái mặt mình đấy nhá. Ừ, phải biết căn chứ. Cái tinh thần của Quỳnh cũng phù hợp, nên là những cái dáng như vậy thì Quỳnh cảm thấy không có gì là khó khăn đối với Quỳnh. 15 giây. Em có muốn đổi dáng khác không hay là chỉ muốn làm dáng này tốt thôi? Chưa hết giờ, chưa bạn. Còn 10 giây, còn 10 giây. Hết dáng, hết dáng. Okay. Quỳnh đã nghĩ sẵn ở trong đầu là mình sẽ phải làm những cái dáng như thế nào, khả năng của mình tạo được những cái tư thế khó trong yoga như thế nào, và Quỳnh đã chuẩn bị sẵn. Không muốn tập yoga cũng như là người nó còn rất là cứng, nên là không có bẻ được mấy cái dáng khó như các bạn. Làm sao nhìn lên năng lượng chút nào mà. Rồi, dáng khác. Em chỉnh lại cái thân mắt, em nhìn cho nó chắc một điểm và mạnh mẽ một chút. Nào. Mọi người biết rồi đó, trong cuộc thi mà tạo dáng an toàn thì nó sẽ nguy hiểm rất là nhiều. Nhung ơi, cái góc này một đống dây ở trước mặt em luôn, check qua hoặc muốn ngồi cái đấy lên một chút, nhanh. Rồi hít sâu ngồi vào. Con ở dưới phải thẳng lên đấy, xong không tìm mấy cái thế yoga nó phải có yoga tí xíu nha. Kết thúc buổi học á, thì chị Hà có nói rằng là nếu như mà chúng ta không làm đúng đủ biên độ cái động tác đó thì chúng ta có thể ăn gian một chút, kết hợp một chút sáng tạo tư duy của mình để tạo được những cái dáng ổn hơn. Mình đang hiểu ý chị Hà ở đây là fashion hơn. Mình chỉ áp dụng một vài các động tác chân của yoga để làm nền cho các pose dáng của mình. Cầm luôn cả cái cọng ở trước chứ, cầm cả cái cọng đó. Cái dây trước mặt. Ừ. Hôm nay bọn em được học thì hầu như là học những cái dáng cơ bản thôi. Mà những cái dáng cơ bản khi vào trong shoot hình thì sẽ không tạo được sự ấn tượng. Nó chỉ là một cái dáng tròn vai là nó là yoga. Mình cần phải học nhiều hơn, vậy nên em có tra trên Google một vài những cái dáng mà em thấy thích. Nó không cần quá nhiều sự dẻo dai nhưng mà nó có cái sự ấn tượng trong đó. Xin chúc mừng top 20 người mẫu của The New Mentor, người mẫu toàn năng 2023. vừa hoàn thành xong hoạt động của Comprehensive Area chính là thực hiện một bộ ảnh Renewable Energy nằm trong bộ sưu tập Legacy of the New Mentor. Và bây giờ sẽ là thời gian mà ban giám khảo chúng tôi sẽ ngồi lại và lựa chọn những bức ảnh tốt nhất của thí sinh. Xin cảm ơn nhiếp ảnh gia Hậu Lê đã hỗ trợ trong hoạt động vừa rồi. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với phần nhận xét và công bố kết quả đến từ ban giám khảo của hoạt động Comprehensive Area. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận xét đánh giá đến từ Mr. Aki. Hello to everybody. My name is Aki. I'm the country yoga manager in California Fitness and Yoga. So challenging, so many threats, uncomfortability. But still all of you have to show your calm, comfort, really amazed. And I'm very happy to be a part of this. Thank you so much, Mr. Aki. Không biết Super Mentor Hồ Ngọc Hà có chia sẻ gì với các bạn về các hoạt động vừa rồi không ạ? Và cũng như là đại diện ban giám khảo để nói sơ về tiêu chí mà chúng ta lựa chọn những cái bức ảnh tốt nhất. Hà nhìn thấy được một điều đó chính là các bạn rất là cố gắng, mặc dù vẫn còn xa lạ với yoga, dù cơ thể các bạn không cho phép làm cái động tác đó, các bạn vẫn cố gắng. Đấy là điều mà Hà cảm thấy rất là tự hào với các bạn, là các bạn không có ngại khó. Hà đã từng chụp rất nhiều cho thương hiệu thể thao, không dễ để chúng ta lấy được một bức hình đẹp. Tưởng tượng trong đầu nó là đẹp, nhưng mà khi ra ngoài á, thì sẽ rất là khó, đặc biệt là có thêm mấy cọng dây này nữa, gần như là che mặt các bạn. Và Hà đã rất công bằng nhắc nhở tất cả 4 team. Và tiêu chí của ba giám khảo ngồi đây ngày hôm nay đó chính là, đầu tiên là phải toát lên được cái tinh thần, cái dáng đấy là của yoga. Cái thứ hai là gương mặt của các bạn vừa thư thái mà vừa đầy nhiệt huyết và năng lượng ở bên trong. Cuối cùng đó chính là một cái form dáng chỉ cần đẹp. Nên bạn nào mà được vào top 3 nghĩa là các bạn có những tư thế mà đối với Hà và thầy master ngồi đằng kia lựa chọn, đây là một trong những tư thế khó. Không xong rồi mọi người ơi, kiểu có cái đềm gì á. Riêng về đội của Thanh Hằng dành một lời khen cho bạn Bùi Tường Vân. Em rất là hay là em vừa tạo dáng yoga mà cũng có một chút thời trang ở trong đấy. Đội của chị Thanh Hằng thì còn có bạn Ngọc Ánh nữa. Bạn rất là có lợi thế về gương mặt, ăn hình của mình. Cảm ơn mẹ đã sinh ra từ cái gương mặt nó khá là lợi thế. Lên hình lúc nào bạn cũng nhìn như nàng thơ ấy. Bạn chụp yoga bạn cũng giống nàng thơ. Em cũng được khá là nhiều người khen hai từ đó. Nhưng em muốn mình trở thành một nàng thơ thế hệ mới, có cá tính hơn, không đơn thuần chỉ là xinh đẹp. Còn đội của bạn Hương Giang có hai bạn mà ấn tượng với Hà, đó chính là bạn Chloe và bạn Thúy Quỳnh. Hai bạn làm khá tốt. Thúy Quỳnh có tập yoga trước đây chưa? Chưa bao giờ tập à? Nhưng mà bạn rất là dẻo. Bản thân Quỳnh cũng là một người luôn luôn chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao và quan tâm đến sức khỏe cũng như là cái độ dẻo dai của cơ thể. Và bạn Chloe cũng rất là dẻo và có sáng tạo trong cái việc tạo dáng. Team của Lan Khuê thì để xem chúng ta sẽ có ai nhỉ? Bạn Lê Thu Trang. Lê Thu Trang cũng rất là dẻo, chắc là phải tập rồi. Dạ em chưa, em mới tập gym thôi ạ. Vậy là chứng tỏ cơ địa các bạn này là có độ dẻo từ trước luôn á. Và bạn Bảo Ngọc. Ngọc là một người rất là nhạy bén và biết cái gương mặt cũng như là cái karate người của mình làm sao để đẹp và ấn tượng trước ống kính. Em là chuyên về chụp hình chứ không phải chuyên về kết quốc. Chụp ở một cái khung hình mà nó có nhiều setup dễ hơn rất nhiều so với chụp hình ở một cái khung hình trơn như lần ballet lần trước. Còn các bạn còn lại thì cố gắng hơn nha, cứng quá. Còn về team của Hà thì bất ngờ nhất là bạn Hoàng Yến. Yến chưa bao giờ tập đúng không? Và các bạn cao thì thường cái cơ địa nó sẽ cứng nhiều hơn. Thành ra Yến cũng là một người cứng như vậy, nhưng mà không ngờ là Yến cũng có được một cái dáng mà hú hồn, may. Lúc mà thực hiện thử thách thì mình cũng rất là run và mình cũng đã phải thay đổi dáng khẩn trương để có thể kịp giờ và có thể ra được một bức hình thật là chất lượng nhất. Chúc mừng em. Còn các bạn còn lại thì cũng giống như phong độ các bạn lúc tập nên là cũng không làm chị thất vọng lắm. Chúc mừng các bạn, chúc mừng tất cả các bạn. Trước khi công bố cái kết quả của ban giám khảo, Tiến cũng muốn chúc mừng tất cả các bạn là chỉ cần ngày hôm nay các bạn có mặt ở đây và tham gia cái hoạt động này thì các bạn đã cầm chắc trong tay một phần quà trị giá 10 triệu đến từ thương hiệu Olaben. Top 3 của ngày hôm nay sẽ được 1 năm sử dụng miễn phí sản phẩm Olaben. Và bây giờ sẽ là kết quả top 3 của ngày hôm nay đến từ ban giám khảo, và kết quả này đạt được cái sự thống nhất rất là cao. Tiến sẽ công bố trước thứ tự là người thứ 3. Xin chúc mừng người mẫu Hoàng Yến đến từ team Hồ Ngọc Hà. Rất là bất ngờ khi mình được lọt vào trong top những bức ảnh đẹp nhất ngày hôm nay. Nhìn vậy thôi nhưng mà để mà giữ được cái thăng bằng là rất là khó. Chị tập chị cũng thấy là cái này rất khó. Top 2 của chúng ta ngày hôm nay chính là người mẫu, một người mẫu thuộc team Thanh Hằng. Xin chúc mừng Ngọc Anh. Chị cũng đã trở thành người ở trong top 3 lần rồi và em rất ngưỡng mộ chị. Đầu tiên chắc có lẽ là em sẽ cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình. Wow. Và người mẫu được đánh giá cao nhất trong hoạt động photoshoot ngày hôm nay, xin chúc mừng Như Vân. Rất là vui, sướng quá. Theo mình cảm nhận thấy thì mình là một trong những người chịu khó tạo những cái dáng khó và bứt phá, trong khi những tấm hình được chọn ở vị trí đầu lại là những tấm hình có những cái pose dáng khá là an toàn. Đối với top 1 và top 2 là Như Vân và Ngọc Ánh á, cái sự lựa chọn đạt thống nhất cao của ba ban giám khảo. Tuy nhiên đối với top 3 thì ở cái trường hợp của Hoàng Yến á, thì khi mà ban giám khảo cân nhắc giữa Hoàng Yến và một người mẫu của một team khác thì Super Mentor Hồ Ngọc Hà đề nghị là bạn ấy sẽ không vote, để cho hoàn toàn là hai ban giám khảo còn lại vote để đảm bảo sự công bằng. Cho nên là cái lựa chọn top 3 Hoàng Yến là lựa chọn của Tiến và Mr. Aki. Và bây giờ cũng sẽ như thường lệ, sẽ là cái giây phút mà anh nghĩ là sẽ hơi hồi hộp với các bạn tí xíu, bởi vì chúng ta sẽ công bố bottom 3. Thí sinh đầu tiên nằm trong bottom 3 của hoạt động ngày hôm nay, Cao Ngân. Không quá bất ngờ khi mình bị vô top nguy hiểm. Thí sinh thứ hai, Alita. Không phải là do mình không có khả năng pose dáng, có thể là mình chưa nắm rõ được luật chơi. Và thí sinh thứ ba, Thùy Trang. Rất bất ngờ vì hôm nay mình là người hoàn thành thử thách không tốt. Trong quá trình mình nghĩ là mình đã có những cái dáng chụp rất là ok. Xin mời Super Mentor Hồ Ngọc Hà sẽ có một chút xíu những cái comment về cái lý do tại sao ba bạn này nằm trong bottom. Lý do duy nhất là không chọn được bất kỳ một tấm hình nào cả. Thùy Trang đang hơi bất ngờ vì Thùy Trang nghĩ là em tạo được hình nào hay sao? Có lẽ thì là tại vì mình không biết căn đèn và căn góc chụp. Thầy Aki ở đây là thầy sẽ lựa chọn bạn nào phải có được cái tinh thần và những động tác của yoga, cũng như chị sẽ lựa chọn bạn nào biết, có kinh nghiệm đứng ở vị trí mà có ánh sáng đẹp nhất ở trong khung hình này và không bị những cái sợi dây chằng chịt này nó che hết cái cơ thể cũng như là gương mặt của mình. Chị đã nhắc là đứng lên phía trước và dùng tay của mình để có thể tạo dáng cùng với tất cả những cái dây đấy để dang ra một cái không gian cho gương mặt của mình được đứng trước ống kính một cách rõ ràng và sáng sủa. Bọn chị không chọn được bức hình nào, buộc phải tua nhanh để lựa chọn những bức hình của các thí sinh khác. Vì thế mà các em bị rơi vào top bottom. Và riêng với trường hợp Alita đó thì bạn đang bị tiếc một cái là hầu hết tất cả các tạo dáng của bạn đều không có mang nhiều cái tinh thần yoga trong đó. Đó là cái comment của Mr. Aki. Hơi thời trang quá. Alita bầu dáng có phần nghiêng về fashion hơn, thì mình cũng đang nghĩ là mình đang làm đúng luật và mình có quyền làm như vậy. Chứ không có nghĩa là bạn không có ảnh đẹp, nhưng mà khi mà ở trong một cái thử thách này á thì vô tình là bạn không tạo được theo đúng cái đề bài mình mong muốn, đó là mang tinh thần của yoga. Cái gương mặt của Alita rất là mạnh, trông rất là thời trang. Em rất là thích gương mặt của bạn ý. Nhưng mà maybe là cái thời trang đấy, cái mạnh mẽ đấy nó không quá phù hợp với một bộ môn điềm tĩnh như là yoga. Nếu như mà pose dáng thuần về một bộ môn nào đó, thì ví dụ như khách hàng có thể book hẳn một người chuyên nghiệp về bộ môn đó thì sẽ có những tấm hình đẹp hơn. Nhưng tại sao người ta phải book người mẫu? Thì để có cái tính thời trang trong đó nữa. Và cũng chỉ là để chúng ta biết là chúng ta còn hạn chế chỗ nào để mà khắc phục thôi. Nếu như để đi tiếp tục được với chương trình thì có thể là mình sẽ phải bước ra khỏi cái vùng yêu thích của mình. Đầu chương trình tới giờ thì mình có thể là mình hơi vẫn muốn giữ cái chất của mình lại nhiều hơn. Và bây giờ sẽ là cái phần quan trọng hơn, nó ảnh hưởng tới hoạt động chính. Đó là lúc chúng tôi sẽ lựa chọn người mẫu có bức ảnh tốt nhất của từng phim. Và bạn đó sẽ đảm nhận vai trò là New Mentor trong hoạt động chính thức của Proving Area. Tất nhiên đối với team của Thanh Hằng thì Ngọc Ánh là bạn nằm trong top 3 và đồng thời cũng sẽ là bạn có bức ảnh tốt nhất rồi. Vậy thì Ngọc Ánh sẽ là New Mentor trong tập này. Có một chút vui và cũng có một chút lo. Và với cái may mắn suốt những tập vừa qua thì em nghĩ rằng em sẽ lại một lần nữa thực hiện tốt. Đối với team của Hồ Ngọc Hà thì tất nhiên sẽ là Như Vân, bởi vì Như Vân là top 1. Cũng như cái duyên để đưa Vân đến với chị Hà thì đây là cái duyên lần thứ 2 để Vân có thể thể hiện bản thân một cách tốt hơn. Đối với team của Hương Giang thì xin chúc mừng Thúy Quỳnh. Mình đã luôn luôn sẵn sàng cho cái việc sẽ trở thành New Mentor. Đến lúc mà Quỳnh sẽ phải thể hiện hết cái khả năng của bản thân mình, cũng như là đem về chiến thắng đầu tiên cho team Hương Giang. Tiêu chí chấm của mỗi một vòng nó sẽ khác nhau, thế nên mình cũng sẽ không thể trách ai được. Cũng hơi tiếc một chút bởi vì mình nghĩ là ở cái thử thách này sẽ có thể là lợi thế của mình. Và cuối cùng, thí sinh sẽ trở thành New Mentor của team Lan Khuê. Mọi người tập ở trong hậu trường thì em thấy mọi người đều làm rất là tốt. Và tập này em cũng thấy chị Kim Nhung muốn bản thân mình bứt phá hơn và trở thành New Mentor. Bảo Ngọc cũng khá bất ngờ khi mà em là người hoàn thành tốt nhất team. Không biết là em có thể làm tốt hay không, nhưng mà em cũng mong là bản thân mình sẽ đưa được cái năng lượng của những người trẻ vào trong cái phần thể hiện của em. Chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành xong hoạt động của Comprehensive Area. Thử thách liên tiếp của 3 tập đầu tiên không hề là thế mạnh của em, kể cả là yoga, bởi vì em là một người có tập thể dục, tập gym, nhưng mà em cũng là một newbie thôi. Nhưng mà hôm nay cũng có những bạn chưa từng tập trước đó nhưng dành rất nhiều lời khen, thì em cũng phải xem lại chính mình. Sau 3 tập thì Ngân nhận ra rằng bản thân Ngân còn thiếu rất là nhiều. Nhìn tim Ngân thôi, đừng nhìn xung quanh. Như Thúy Quỳnh đi, hay là Cà Lé đi, thì nói thiệt nha, cái giống gì mấy bạn cũng làm được hết trơn á. Thiệt, cái giống gì cũng làm được hết trơn. Còn Ngân thì kiểu mình không biết là phải mình cần học hỏi thêm không, hay là mình không có năng khiếu không mà mình làm không được. Xin cảm ơn Mr. Aki vì đã ở đây và giúp đỡ chúng tôi. Thank you so much for being here. Okay, my pleasure. Thank you. Cảm ơn Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Và bây giờ sẽ là lúc các bạn trở về phòng của mình và chuẩn bị cho hoạt động của Proving Area. Để đoán được cái thử thách tiếp theo trong chương trình thì chắc là mình sẽ phải đi vòng quanh California Fitness and Yoga để xem là trong đây có những cái bộ môn nào. Thì chắc chắn cái thử thách của tập này sẽ là một trong những bộ môn đó, mình nghĩ vậy. Xin chào tất cả 4 vị Super Mentor của The New Mentor Người Mẫu Toàn Năng 2023. Và bây giờ đây sẽ là lúc mà Tiến phổ biến về chủ đề của hoạt động chính thức trong Proving Area. Và ngày hôm nay nhiệm vụ của các bạn chính là hoàn thành một bộ ảnh mang tên The Gallery cùng với Pilates. Pilates là một bộ môn thể thao được phát triển bởi Joseph Pilates vào những năm 1920. Và tinh thần của bộ ảnh này chính là một bộ hình thời trang mang tinh thần khỏe khoắn, tươi trẻ và giàu năng lượng. Và các hạng mục mà các Super Mentor sẽ cần phải hoàn thành đối với hoạt động này bao gồm một ảnh đơn đối với mỗi người mẫu, một ảnh nhóm với toàn bộ số thành viên của team và một ảnh nhóm được chỉ đạo bởi New Mentor. Tuy nhiên bởi vì cuộc sống luôn có nhiều bất ngờ và biến đổi cho nên là The New Mentor của chúng ta chắc chắn cũng sẽ không thể tránh những lúc có những cái điều bất ngờ. Đó chính là ngày hôm nay New Mentor sẽ không phải do quý vị Super Mentor lựa chọn, mà New Mentor đã được lựa chọn dựa trên kết quả của hoạt động trong Comprehensive Area. thành viên của team có bức ảnh tốt nhất của team mình sẽ được chỉ định là New Mentor trong tập này. Đối với team của Super Mentor Thanh Hằng thì người mẫu Ngọc Ánh sẽ làm New Mentor trong lần này. Đối với team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà thì người mẫu Như Vân sẽ làm New Mentor. Đối với team của Super Mentor Hương Giang, người mẫu Thúy Quỳnh. Và đối với team của Super Mentor Lan Khuê sẽ chính là người mẫu Bảo Ngọc. Và mỗi team sẽ có thời gian là 30 phút tập luyện với Pilates. Cùng với Super Coach của chúng ta chính là Miss Lê Thúy Hòa, hay còn gọi là cô Mê, sẽ là trainer của Pilates California Fitness and Yoga. Xin mời các Super Mentor sẽ rút thăm để quyết định thứ tự thi của mình ạ. Rồi, xin mời chị à. Vậy là Hương Giang không có quyền quyết định rồi. Ủa thì sẽ xem và mà lấy thôi chứ gì đâu. Biết gì nữa. Số 3 nhá. Số 4 mà. Số 2. Trời ơi, tôi số 1 mọi người ạ. Mấy lần này là đều chia đều hết. Và đây cũng sẽ là thứ tự tập vợt của mỗi team. Mình về sẽ nhỉ? Về. Về thôi, ăn cơm thôi. Có rất là nhiều kỹ năng cũng như là cách tạo dáng mà chúng ta cần đến sự hỗ trợ của cô giáo. Thì hôm nay chị muốn giới thiệu tới cô giáo May ở California Fitness and Yoga để có thể hỗ trợ cho chúng ta những cái dáng đẹp nhưng vẫn phải dung hòa được là Pilates và Fashion. Hy vọng là ngày hôm nay em có thể giúp mọi người tạo được những cái thế thật là đẹp. Bình thường mọi người có trồng chuối được không? Em nghĩ là chắc mấy bạn sẽ dùng tay bám vào hai cục bông qua, xong rồi hai chân sẽ gác qua cái thành, một thành bên này và thành bên kia. Vậy cái này với kéo xích vô. Đúng rồi, dạ, đây. Kiểu như vậy nhưng mà chân nó sẽ thẳng thành chữ V chút ngược đó. Rồi, cái này càng thẳng lên càng tốt này. Gồng cái bụng chưa? Rồi, đúng rồi. Tay phải như thế. Ok, 1 tấm. Thật sự là khi mà được nhận cái bộ đồ này cũng như là cái layout makeup này thì mình cảm thấy rất là hào hứng, bởi vì sau bao nhiêu tập về múa may cũng như là ballet thì cuối cùng thì tập hôm nay đã có một cái layout mạnh mẽ và cá tính để có thể cho mình tự tin thể hiện. Vì bản thân của một người mẫu thì cơ thể khá là cứng, mà sau khi mà thử tập luyện trên đó thì mình nghĩ tay phải chắc và cái phần bụng cũng phải hít thở thật là đều để có thể giữ thăng bằng trên cái máy Pilates. Mạnh mẽ lên, nuốt cho trong, nuốt vô. Ok. Với ba bạn một tư thế này nếu mà đã đẹp rồi thì thôi. Một tư thế này đẹp và không cần chuyển nữa, chỉ cần góc máy làm sao em phải nhìn monitor nha, nó có cái hình đẹp phát lận. Đi ra từng người một xong. Tay cầm bóng tập trung vào nào em. Ok, siết mông lại. Đúng rồi, giống như lúc nãy luôn, mình chống xuống dưới. Được không? Siết mông lại. Không chị ơi, này nó cao lắm, cho em phải gắng nghiêng, gắng úp xuống nghiêng. Thật sự là Huyền Thanh nghĩ là mình sẽ thực hiện được cái phần thử thách của mình tốt hơn khi mà có Super Mentor và New Mentor của ngày hôm nay. Khi mà tập luyện, Huyền Thanh nhận xét là bạn Thúy Quỳnh có cái nhìn bao quát với tất cả các thí sinh còn lại. Tại vì khi mà mọi người đứng ở ngoài xếp thì mọi người có thể chỉnh dáng được cho tất cả thí sinh cùng team. Huyền Thanh nghĩ là chắc chắn là team mình ngày hôm nay sẽ làm thật là tốt. Cái này chắc không vậy ta? Dạ không. Trời, dạ không luôn hả? Bám chân lên trước, mình bám chân lên đây, xoay. Hai tay chống đây, hai tay chống đây. Ok. Tại vì bắt buộc trong một team phải có một người tạo được một cái thế khó thì hai gì để mấy chị làm thì thôi để em làm. Em mà được làm mấy cái thế khó thì em muốn làm nữa. Khi với lại là mọi người trong team á, khi mà thấy em làm dáng khó, mọi người cũng muốn chinh phục những cái khó hơn. Tất cả mọi người đều không có muốn là dừng lại ở khoảng cách an toàn. Ok, lên từng chân một, lên 2 chân lên đó đã, đúng rồi, chính xác rồi, mới bỏ chân qua. Còn không để như vậy cũng đẹp mà. Không, từ từ cái nào chụp thì giang ra. Ngay tột tay. Chút gì quấn cái tay cho em, mình rồi chị ráng chịu đựng ra xíu nha. Rồi lên. Ok chưa? Hơi check lên một xíu theo tay, không phải ngửa ra. Em làm cô giáo nha. Em làm cô giáo kiểu hướng dẫn cho Ngọc nhé. Rồi. Em đừng có ngửa ra như này, em đừng ngửa ra, nhấc lên. Như này em cho lên cao như này luôn được không? Nếu mà như này á thì chân trong của em phải vuông góc như này, xong em cho lên như này luôn. Đối với Châu thì concept này rất là khó, hơi buồn bởi vì là mình vẫn chưa biết là cái khi mà ra set chụp thì mình sẽ chắc chắn là làm những cái gì, nhưng mà em đã có một cái idea trong đầu rằng cái tư thế nó sẽ phải như thế nào rồi, nên em nghĩ là everything will be okay. Ê, nếu mà đứng gần quá thử bỏ cổ chân vô cái vòng. Thôi được rồi, để chân này đẹp hơn. Em móc vào cổ chân luôn đi cho nó thẳng. Tin rằng là cái teamwork ở phần này nó sẽ có sự tốt hơn hẳn so với hai tập trước, là mọi người đã chủ động hơn, giúp đỡ lẫn nhau hơn và có sự nương nhau hơn. Nên là em thấy là hôm nay mình cứ thể hiện và làm thật tốt phần của mình đã. Ô, lời. Mỗi người một chân một tay, nếu cảm thấy nó không cần thiết thì bỏ nó ra. Các bạn nhớ nhá, lúc mà chụp đơn ấy, tất cả xuống vào giúp các bạn đấy. Vuốt cổ chân ạ. Chào mừng tất cả các bạn đến với hoạt động chính thức của khu vực chứng minh thực lực Proving Area. Và tại đây, tất cả các người mẫu của chúng tôi sẽ phải thực hiện một bộ ảnh mang tên là The Gallery với Pilates. Và để thực hiện thử thách này, các người mẫu của chúng tôi sẽ diện những bộ trang phục của thương hiệu Olaben và bộ ảnh sẽ được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Hoàng Phúc. Và bây giờ tôi xin được phép giới thiệu thành phần ban giám khảo đối với hoạt động này. Xin trân trọng giới thiệu giám khảo quốc tế Lucas Martini. Xin trân trọng giới thiệu giám khảo quốc tế Sonia. Xin trân trọng giới thiệu giám đốc trung tâm California Fitness and Yoga, ông Dan Fox. Và tôi, Dược Sĩ Tiến. Hello Miss Lucas, how do you think about the difficulty of this challenge? I have very high expectations today. Pilates is not easy. So I think for the girls who have strong and lean body and who have some experience with a fitness may do well, but for others who are not into fitness, the super mentor, you have your work cut out for you, I believe. How about you, Sonia? What do you think about this challenge? So what I'm gonna look for today is the strong look and how to turn a strong sports look into high fashion. So good luck. Yeah, thank you so much. Và cũng có một tin rất vui cho tất cả các bạn, đó là hình của team chiến thắng sẽ được sử dụng trong chiến dịch Một Đời Sống Khỏe của California Fitness and Yoga. Hello, Dan Fox. Can you share with our models what you are looking for in the photos today? First of all, I'm super excited to be here. This matches our mission at California Fitness and Yoga perfectly. We have a new campaign that's launching. It's called Một Đời Sống Khỏe. Yeah, one life, live well. So what I'm looking for are the models to really not only high fashion, but also be inspiring and also show a little fun and educate, because the campaign that will be seen by millions of people in Vietnam. Oh my god. Thank you so much. Tất nhiên thì sẽ không thể thiếu bốn vị super mentor của chúng ta. Super mentor Hồng Ngọc Hà, super mentor Hương Giang, super mentor Thanh Hằng và super mentor Lan Khuê. Không biết Hương Giang bạn nghĩ gì ạ? Bởi vì thì Tiến thấy mọi thứ sao có vẻ đơn giản quá, vậy thì nó khó chỗ nào thế vậy? Nó có rất là nhiều cái khó. Và nó khó hơn nữa đối với những cái team mà còn đông con như là Hương Giang và team của Lan Khuê. Ba cái máy đây nó đã chồng lên nhau rồi. Đấy là một cái bài toán mà rất khó để giải. Và đặc biệt là phải thuần thục sử dụng những cái máy này. Phải biết cách gọi tên từng cái máy, đố ra gọi tên từng cái máy này. 2, 3. Không, nó gọi làm gì? Sao phải gọi chứ? Gọi được đâu. Máy 1, máy 2, máy 3. Ok. Và hơn nữa là trong một khoảng thời gian bị giới hạn như vậy, các dụng cụ cũng khá là phức tạp, cho nên đây sẽ là một cái thử thách rất là khó. Khuê đánh giá là khó nhất trong tất cả các thử thách từ đầu chương trình tới giờ. Vậy thì chị Thanh Hằng, không biết là chị có thể chia sẻ với chương trình được rằng là cái bí quyết làm sao để mà vô thi này bớt bị rung, bớt hồi hộp không chị? Cái cảm giác hiện tại của chị là rung nha, tại vì chị thi đầu tiên mà. Xin mời team Thanh Hằng. Chào mọi người đi kìa. Chúc em may mắn. Tinh thần là vui, tươi, không cần cười nhưng mặt mình phải tươi, ánh mắt mình phải sáng. Tại mình truyền cảm hứng tới mọi người phải yêu. Mọi người cứ ready cái dáng của mình 50% thôi. Còn khi mà ổn hết thì khi kêu diễn á, mọi người mới căng người lên nha. Vì trước khi thi tụi mình nghe đây là một cái tấm hình sẽ gọi là để làm campaign để đời cho nhãn hàng. Thế nên là tụi mình rất là áp lực và muốn chỉnh chu ngay cái tấm hình đầu tiên. Căng hết người lên nè. Tươi nha. Wow. Đúng rồi, như Mai tinh thần Mai ok là đúng rồi. Made it. Rồi đẹp đó. Ai yêu thể thao, thể dục kìa. Đẹp đẹp, ráng xíu Phương ơi. Rồi Vân vô. Để Open nào. Đúng rồi. Một là lên nhìn thẳng lên cũng được, còn hai là nhìn qua cũng được. Hai option để cho con cái mặt cốt mặt nào đẹp. Em ok, em sáng cho chị đỡ bạn nè. Đó. Ok. 15 phút à. Rồi đẹp suốt. Hơi nhất á, sau khi thi xong thì tay chân ai cũng nhức hết. Mấy chị cũng xin lông bát dán đều hết trơn. Chắc chưa? Chị ra mặt tôi nha. Đẹp á. Một cái tay chỉ xuống rồi chị. Rồi đúng rồi. It's a little bit more, but I guess you can't. This cord is not that long, right? It's not moving. Đúng rồi. 2, 3. Rồi ok. Làm một lần chốc xuống không? Không giấu với mọi người thì Mai vừa trải qua một cuộc đại phẫu. Thì việc mà thực hiện những cái dáng táo bạo này không nằm trong kế hoạch của Mai và của chị Hạnh. Hành trình làm việc chỉ có một lần, một đời, một lần trong đời duy nhất anh phải làm đi. Thì nói chung là chị Hằng cũng đã biết khả năng mình có thể làm cái dáng đó rồi. Nhưng thực sự là trong phòng tập mình chưa bao giờ tập cái dáng đấy. Vì mình nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể của mình. Nhưng mà đến lúc mọi người không có cái dáng nào để ăn tiền á. Thế nên là Mai đã làm thử thì chị Hằng cũng rất là thích. Một lần nữa là xong, đẩy cái màu trắng qua sao. Nhìn như máy 2, 3. Lại. Rồi, ok, xuống. Yeah. Tươi nha, đúng rồi, ánh mắt này đẹp nè. Nhìn xuống, biểu cảm đẹp, đúng. Ánh mắt rất tươi, rất sâu. Nhìn xuống, đúng rồi. Và bây giờ sẽ là thời gian của New Mentor. Các bạn còn đúng 10 phút. Good. 1, 2, 3. Bình thường là chị Ánh rất là kỹ và chị Ánh là một người rất là tỉ mỉ. Chị có thể nhìn ra là có nên thẳng đầu hay lệch đầu hoặc là tóc tai hay cái gì đó chị sẽ chỉnh. Chị Mai ok, Phương ok, Vân ok. Lần 3. Khoảnh tay ra. Tay chị Phương khoảnh hơn một chút. Đáng lẽ là em nên dùng lực của em lên người chị Phương. Nhưng mà lúc đó em sợ là trời chị Phương có chút xíu à. Em sợ gãy lưng chị Phương cái em gồng hết. Cái chân dưới em chịu hết nổi thì nó rớt hết. Xin chúc mừng các người mẫu của team Super Mentor Thanh Hằng. Các bạn đã hoàn thành xong một hoạt động vô cùng khó khăn. Và bây giờ thì tôi đã biết nó khó như thế nào rồi. Chúc mừng các bạn. Ok. Và bây giờ sẽ là team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Ngày hôm nay thì Tiến không có dịp được xem tất cả các người mẫu của The New Mentor tập luyện. Thì Super Mentor Hồ Ngọc Hà có chia sẻ gì về hoạt động này và vất vả quá không ạ? Hà không thấy vất vả. Hà hay là các học viên khác mà đến lớp yoga hay Pilates để tập ấy, chỉ cần một form đẹp để sống ảo ở trên mạng xã hội thôi là đã hạnh phúc rồi. Nên là hôm nay team của Hà chỉ cần có một bức ảnh thật đẹp. Hà hy vọng là các bạn sẽ làm tốt ở trong bộ môn này. Bởi vì đây là thế mạnh của Hà, mà các bạn làm không được nữa thì thôi. Yeah. Yo. Đầu tiên là 4 người, nhóm 4 người. Và pose dáng đầu tiên như thế nào? Chân cao lên. Chân cao lên một chút. Cười miệng hơi mỉm nhẹ một chút, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đi tập thể dục. Thực sự là em rất là thích thử thách này. Vì là thử thách này lift cái mood của team em lên rất nhiều. Đây là một thử thách thực sự là team em đã mong đợi từ tập 1 đến bây giờ. Rồi thẳng lên, thẳng cái chân đấy lên, đấy, yes. À Yến ơi, cái tay mình kéo chắc hơn một tí nữa. Đúng rồi, vuông góc lên. Yes, mặt. Một lần nữa nào, một lần nữa, 1, 2, 3. Ok. Nhớ mặt và thần thái nữa nha. 1, 2, 3. Yes, that's better. Up lên một chút. Được rồi, thế thứ hai đi. Vân ra thử. 1, 2, 3. Yeah, yeah. Cho 2 chân lên trước, rồi đẩy ra cái đã, rồi 1 chân mình nhấc lên. Để vào lòng bàn chân này này. Cho vào cái lòng bàn chân này này, nó chắc hơn này. Nhanh. Bạn nào xong bạn đó. Nếu mà như vậy thì cái này nghiêng xuống. Rồi. Lên 1 chân lên thử coi. 1 chân sao lên. Nhìn ra. Mỏi thì cũng có mỏi đấy. Nhưng mà mình cảm thấy rất là phấn khích ấy. Bởi vì mình làm tốt mà mình cảm thấy mình làm tốt. Nên là mình loại bỏ hết những cái sự mệt mỏi hay là run rẩy. trời. Mình có một niềm tin là đội mình cũng sẽ làm đội chiến thắng ngày hôm nay. Cố gắng lên nào, gồng cái bụng lại, Nice. Vân ơi, cái tay như này. Wow, wow, wow. Legs not nice. Tuyền, lên nhé. Em không được rụt cổ. Cẩn thận cái cổ này. Vươn cái cổ ra đó. Đẹp quá. Bây giờ sẽ là phần thực hiện của New Mentor và team. Các bạn còn 11 phút. Chuẩn bị, go! Thực sự là thử thách lần này mình không cảm thấy mệt mà mình cảm thấy rất là sung và năng lượng rất là nhiều. Yes, giữ chân, cố gắng lên, hít thở, mặt lỏng ra, Yes, cảm thấy đẹp nè. Shadow of her own face, you're not gonna be able to use that. 1, 2, 3, chân đụng ở trong đùi Tuyền ơi. 1, 2, lên, thẳng tay ra. She looks amazing. Thẳng tay ra, lên. Okay, good. Sự thể hiện của Tuyền hôm nay, Vân cảm thấy là Tuyền đã cố gắng rất nhiều và Vân tự hào về em ấy và Vân nghĩ rằng Thanh Tuyền sẽ còn tiến xa, rất là xa hơn nữa. Mất 1 phút. Yến đang rất là đẹp. Chỉ còn Tuyền nữa thôi. Với lại cái ánh sáng các bạn cố gắng hướng lên cái mắt phía này một chút. Cái tay của em ấy, rộng ra một chút để đừng có đen. Tức là rung và cái tay mình giống như là không thể nắm nổi nữa. Mình mong là sẽ có một tấm hình đẹp để không phụ lòng team của mình. Còn 1 phút cuối cùng. Chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ. Hà nói câu được hết giờ luôn á. Nói mẹ là hết giờ luôn. Good. 30 giây. Beautiful. Yeah. Đằng chân đụng chân Tuyền ơi, một tấm nữa. Hy vọng là chị Hà hài lòng. Chúng em đều là những model rất là trẻ trung, năng động, yêu thời trang, yêu thể thao và yêu chính bản thân mình. Chúng em sẵn sàng cho thử thách này. Yeah. Cũng khá là lo lắng cho cái phần thi ngày hôm nay, nhưng mà đã thua 2 tập rồi. Đến tập này không thể nào mà chúng mình cứ mãi dậm chân tại chỗ được. Đã vào set chụp lần này, team Quỳnh chiến đấu hết mình, hết khả năng của mình và muốn là team chiến thắng ngày hôm nay. Olemi. Hai. Nhìn chị này Mi, nhìn chị tôi Mi. Yes, tươi lên, cười soi mắt. Mi nắm tay vào, nắm tay vào, chân lên một lần nữa cho chị xin một lần nữa, chân lên. Đi, nhìn chị. Bây giờ mà liệt kê tất cả chỗ đau trên cơ thể Trà Mi chắc nguyên một tấm thân này. Trượt rút hết cả một cái chân bên trái luôn. Nhưng mà lúc đấy thì đang thi nên không muốn lấy mọi người bị trùng tinh thần xuống nên Mi đã không nói. Phải gồng lắm mới tạo được cái thế đấy. Không biết là có được chị Giang chọn thành không. Quỳnh vào đi Quỳnh. Quỳnh. Cái tay để vào trong này, cái mặt lên, cố lên. Tay này vào trong này. 1, 2, 3 lên. Giữ đi. Còn đây là vừa chưa Phương? Chỗ đấy vừa chưa? Rồi, cố lên em, hít thở. Mặt nha, hít thở. Mặt Phương ơi, mặt Phương ơi, cho chị xin một dáng. Cái chân em rực lên, cái chân đó rực lên trời. Yes. Yes. Phương ơi, một chân vào đây nha. Đau tay không? Cố lên. Không bị sâu quá. Quỳnh đẩy ra cho bạn. Rồi, đúng rồi, Phương ơi, cái tay đấy. Yes. Phương ơi, cho chị góc mày hơn, ngửa lên. Smile from the eyes. Yes. Ổn rồi, đẹp. Yeah. Mặc dù mình đang rất là tập trung làm thử thách thì mình cũng có nghe được cái phản ứng là mọi người wow, mọi người ồ. Tự nhiên làm mình cảm thấy cao hứng hơn và mình cảm thấy tự tin hơn. Ngày hôm nay khi mà thực hiện những cái động tác khó thì mình hoàn toàn không cảm thấy gặp khó khăn một chút nào. Mình nghĩ đấy là kết quả của việc những tập vừa rồi bọn mình được tham gia rất là nhiều, một liên hoàn những cái hoạt động liên quan đến thể chất. Thế nên là kể cả trước, trong khi thực hiện thử thách và sau khi thực hiện thử thách thì mình cũng cảm thấy rằng là người mình tràn trề năng lượng. Sâu vào nữa. Không, Giang từ từ này. Chân về kia, về thẳng lên Giang, chân thẳng lên. Mặt hơi ra đây, cười đi Giang. Thế. Tại sao anh chị biết này? Tại sao anh chị biết này? Đây. Thằng đầu gối. Yes. Yes. Mặt về đây Ngân ơi. Yes. Cao Ngân rất là nỗ lực. Cái dáng bow của Cao Ngân nó không quá khó, nhưng mà để giữ một cái dáng mà thẳng như vậy và trông rất là nổi bật như vậy thì Cao Ngân đã nỗ lực hơn rất là nhiều, và My rất hy vọng rằng là mọi người đánh giá cao cái sự nỗ lực đó của Cao Ngân. Với cái phần thể hiện ngày hôm nay của Huyền Thanh thì cũng có chút hài lòng. Và mình cũng hy vọng là hôm nay mình sẽ được cỡ khoảng tầm 2Z nha. Tại vì bữa giờ không được Z nào, hơi buồn và cảm thấy hơi nhục ấy. Dạ, ok. Anh ơi, mặt thần thái lên, tay vuông góc, không nhìn máy nào. 1, 2, 3. Kìa Phương, lần nữa nào, cố lên. Em đến 1, 2, 3 nhá. 1, 2, 3. Lên, chị My nhấc người lên một tí. Cái chân nó đang bị hở kìa, chị khép vào cho em. Team của mình ngày hôm nay cũng có một cái sự kết nối với nhau rất là nhiều. Mọi người giúp đỡ nhau này, và làm đủ mọi thứ để cho cái phần thi ngày hôm nay của team mình hoàn thành một cách tốt nhất. Rồi. Energy. The one in white is not good. Mặt tự tin vào. Năng lượng lên. 1, 2, 3. 1 phút nữa này. 1. Ngân ơi, Ngân. Mặt của em đó. She's there cutting her. Tươi lên. Không phải nó yếu quá, cho nó nước đi, nó yếu quá. Bấm đi, 1 phút nha, 1 phút nha. 1 phút này. Mất 3 phút. Giang phải đưa ra rất nhiều các cái quyết định. Mất 1 phút, thậm chí là Giang phải liên tục can thiệp. Bởi vì Giang hiểu rằng là bạn ấy đã mệt, rất là mệt rồi. Khi mà người mệt thì người ta rất là khó để mà người ta quan sát. Thì lúc đấy mình là một super mentor, mình phải đưa ra những cái quyết định, lấy một phút đó để mình can thiệp, sốc lại tinh thần của tất cả mọi người để hy vọng có được cái tấm hình của New Mentor tốt nhất. Nó có một chút buồn do sức khỏe của mình không tốt nên là ảnh hưởng đến team rất là nhiều, và Ngân thành thật xin lỗi mọi người. Chị My hơi bị ngửa đấy, cúi thấp như thế này. 1 phút nữa. Còn 30 giây. Tầm cuối cùng, tất cả tươi lên, rạng rỡ lên cho chị. Cùng ngồi 1, tươi lên, energy. Thi kiểu như là đi học thì lúc nào cũng phải đi thi mà. Học đại học rồi thi học sinh giỏi rồi thi rất là nhiều cuộc thi. Nhưng mà em chưa bao giờ áp lực như thế này luôn. Em nghĩ là hôm nay phần thi của bọn em đã tạo ra nhiều tiếng cười. Bọn em vẫn rất là bình tĩnh, thong thả và hoàn thiện phần thi của mình. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và bây giờ sẽ là 6 người mẫu của team Super Mentor Lan Khuê. 30 phút của các bạn bắt đầu. Chụp nhớ 6 trước. Nhung ơi, xoạc ngang nha. Nè, cái chân này của em cũng tạo cái dáng gì đó, nó thật là thể thao nha. Rồi, em nhìn bạn cười nha. Mọi người nhìn cô giáo nha. Mặt tươi lên. Thu trang, cái mặt em tươi lên. Ngọc nha. Mặt tôi hả Ngọc? Rồi, ok. Ok. Change the left. Red on the left. Đối với những thử thách mà càng khó, cái việc ít thành viên Khuê nghĩ rằng nó dễ thở hơn cho Super Mentor, bởi vì sẽ tập trung được nhiều hơn cho một số bạn, thay vì phải dàn trải cái sự tập trung và đầu tư cho nhiều các thành viên. It's not high fashion. Yeah. It's more in the front, and then the girl on the... And the one on the left, she needs to change her pose. And the white, she's too close to the camera. They need to move her. Trang cảm thấy là team mình đã có sự gắn kết trong cái teamwork hôm nay. Cảm thấy là mình đã có sự kết nối, cũng như là mình biết được các bạn cần gì. Not bad. Ah, she gotta take that stuff out in the back. Bông ngay đầu, mọi người giờ giùm cái đặt bông ngay đầu nhé. She's seen it. Good girl. Yes, Khuê. Good. Check it out. Yeah. Good. Mặt hả thả lỏng nè. 2, 3. Look forward. Profile her face. Profile. Cái bàn chân duỗi ra, bàn chân duỗi ra. Bàn chân duỗi ra, đúng rồi. Ngày hôm nay thì Trang đánh giá cao Alika. Tại vì cái dáng trúc ngược đầu như vậy, Trang cũng làm dáng trúc ngược đầu và cũng phải giữ cả cơ thể của mình như vậy. Nhưng mà với Alika thì phải đu mình trên cái thanh xà đó rất là khó. Và khi mà đu xuống thì tất cả máu ở trên người sẽ dồn xuống mặt, sẽ làm cho cái thần thái của các bạn nó không được ổn định. Nhưng mà Alika đã rất là cố gắng ngày hôm nay. Trang thấy Alika là một nhân tố rất là tiềm ẩn, cũng như là bạn là một nhân tố sáng trong chương trình của mình. Đúng rồi, rướn lên. Các chị đều thể hiện rất là tốt, thể hiện tốt hơn rất là nhiều so với cái lúc mà bọn em tập. Nếu mà có một người thể hiện không tốt nhất thì chắc là phần thể hiện lifting của em. Qua các thử thách từ cá nhân cho đến thử thách nhóm thì Quê nhận thấy là Ngọc có rất là nhiều tiềm năng. Có những cái kỹ năng dù là mới nhưng mà Bảo Ngọc tiếp thu rất nhanh và thực hiện nó rất tốt. Tuy nhiên để trở thành một mentor, một cái người dẫn dắt thì Khuê nghĩ rằng vẫn còn hơi sớm để giao cái trọng trách này cho Bảo Ngọc. Cho nên đó cũng là lý do mà Khuê vẫn chưa giao cái nhiệm vụ New Mentor cho Bảo Ngọc trong các thử thách gần đây. Chỉ đến thử thách này có sự thay đổi, đó chính là cái người được điểm cao nhất ở thử thách cá nhân sẽ dẫn dắt team. Cho nên đó cũng là có điều bất ngờ với Khuê và Khuê thật sự có một chút lo lắng. Mọi người hãy mua nào chị Trang. Thẳng người đấy chị Trang ơi. Thẳng. Anh à, khói đúng không ạ? Em muốn khói đúng không? Rồi cho khói lạnh đi ạ. Nào mọi người thả dáng một chút nào. 1. Alika nó khỏe nhỉ, nó cứ treo thế đấy. Đợi một xíu, đợi một xíu. Bảo Ngọc là một bạn rất là trẻ. Bạn biết ngày hôm nay bạn là New Mentor, bạn đã chuẩn bị rất kỹ. Tuy nhiên là khi mà ở trên set thì bạn đã không thể làm chủ được cái không gian đó. Kể cả từ photo cho tới những thành viên trong team của mình, bạn không thể lead được. Và khi mà Bông liên tục nhắc bạn 3 lần ở trong set là Ngọc ơi check hình đi, bởi vì Bông đứng ở phía trước gần monitor, Bông nhìn thấy cái màn hình và Bông không nhìn thấy Alika đâu. Alika bị chìm hẳn vào trong background luôn. Bây giờ không có thời gian đâu, đợi một xíu đi. Chị có giữ được không? Chị cứ để chân vào đây giữ một chút nhé. Khi nào em bảo thẳng đầu thì thẳng đầu nhé. Đó là Alika với chị Bông. Rồi, mất 1 phút nữa. Chị Trang ơi, người cong, bị cong rồi. Mày được hơn này. Cái phần lưng này này. Đúng rồi. Chống tay đi, chống tay được không? Alika sau một xíu, Giang sau một xíu. Giờ 2, 3. Chị Bông ơi, thẳng chân. Cái chân của chị nó đang bị không vuông góc á. Chị thẳng vuông góc này giúp em được không? Vâng, vuông góc như này này. 2, 3. Alika mở mắt nha. Finish. Coi mà cũng xỉu chứ đừng. Thêm 40 phút là các bạn bị quần 40 phút cũng mệt á. Dạ. Và bây giờ xin chào mừng tất cả 4 vị Super Mentor và top 20 model của chúng ta đã có mặt tại đây để cùng đến với phần đánh giá nhận xét đến từ ban giám khảo. Miss Sonia, tell us your opinion about the working process. Okay, so first of all, today is my first time here. I had zero expectations because I did not know what to imagine, that it actually was above my expectations. So I have to applaud all of you for that because I was blown away. Okay, and how about you, Miss Lucas? I have to say that today's challenge is definitely a very difficult challenge because, as we said earlier, doing Pilates is not an easy form of fitness. Yeah, from my perspective, I'm looking at it from a commercial angle. So the image and the power and the strength has to come through. I want to see what can touch females. That's number 1. Number two is Gen Z is our future. This is who we need to inspire. Everyone was amazing, and it was so difficult to choose the top individual and the top team. But from a commercial perspective, I saw an absolute few superstars. And I can't wait to recognize those people at the end of the night. Thank you so much, Mr. Dan. Trước khi đến với phần voting của các ban giám khảo về từng cái bức ảnh của mọi người thì anh thấy các bạn đã thật sự khác rồi. Các bạn không có còn lơ mơ lờ mờ như những ngày cái ngày đầu mà đi vào cái phòng mà thay đồ còn không biết mình phải đi đâu. Ngày người mẫu không phải chỉ đơn giản là biết catwalk, biết chụp hình là được, mà các bạn bên cạnh biết những cái căn bản đó. Thì đến mỗi một cái campaign của một cái brand thì các bạn đều sẽ phải hiểu và phải biết cách tiếp thu, thích nghi và biến hóa những cái đó để tạo ra được cái sản phẩm mà thỏa mãn cho khách hàng của mình. Thì anh chỉ muốn nói một cái điều là sau khi xem cái thử thách hôm nay thì anh biết được rằng là anh sẽ không thể khó tính với các bạn được nữa, bởi vì thực sự các bạn đang làm rất là tốt và anh rất cảm ơn các bạn vì điều đó. Đầu tiên sẽ là team của Super Mentor Thanh Hằng. Xin mời bức ảnh của người mẫu Ngọc Ánh. Với anh thì bức ảnh này anh say no. And I will tell you why. It is the job of the super mentor to make sure they know where the camera is going to be. So this is a little unflattering. I'm saying no because it's all twisted, so it looks like you've got a broken leg. So this photo would not be able to be used for any advertising. But just basically, again, from a commercial perspective, I could not see this on a billboard. So that's the main reason I said no. Vậy thì Ngọc Ánh chưa có yes nào. Tiếp theo xin mời ảnh của Bùi Tường Vân. This one is gorgeous. She looks strong. Your back was arched perfectly. Your toes were pointed. Your facial expression. This one is a big yes for me. I like it. Yes, I have yes as well. Và với anh thì cũng là một yes. Hang, very good because you've actually picked a really good photo. Her leg is straight. I love how she's pointing her feet because I've been a model for 30 years. I'm very picky about feet. Feet have to be perfect. Hands have to be perfect. You've got to point your feet. This, for me, yes. For me, absolute yes. This was a hero shot. When you were shooting and you were pulling the hair, that was a problem for me. I was thinking, like, what the hell are you freaking pulling? Leave it alone. But when you look at it like this, you know what? It worked. I think I disagree with Sonia. I think pulling your hair like that looks like a photo from the 80s. We didn't wear that in the 80s. I was still a baby. I'm sorry. In the 80s, I was a supermodel. I don't know what you were. I was a baby. But I'm speaking now. I'm not your age. No, you're only 2 years younger than me, bitch. Okay? Now, your body line, perfect. So I'll give you a yes. Wow. Vậy thì người mẫu Kim Phương đã có 4 yes từ ban giám khảo. Kim Phương hôm nay Hằng thấy là bạn đã kiểm soát được cảm xúc của mình, cách mình tạo dáng, làm như thế nào để tạo ra được cái bức hình nó đẹp, có nghĩa là nhìn thấy được cái sự tính toán, bình tĩnh nhiều hơn chứ không phải là bối rối quá nhiều như là trước đây. Somehow this photo just it was the wrong photo. I can't see this on a be healthy, một đời sống khỏe, one life live well. It didn't scream that to me. In reality, when we were watching the shoot, Mango, beautiful. The way your hair is swinging, fine, perfect. Your facial for me was good. So because of the angle of the camera of where the photographer was standing, it's not a good photo. So unfortunately, based on the photo, it's got to be a no. I would have to say no, based on the angle. Kết quả của Mango đó là chưa yes nào. Và bây giờ sẽ là hình nhóm của team Thanh Hằng. Với Tiến thì Tiến say yes với bức này. Tiến thấy là bố cục hợp lý. For this photo for me, good. Body line, face, it's good. And you're showing all of the equipment, so I give you a yes. I personally love the picture. So for me, definitely a big yes for the photo. I was 50-50, and Kim Phong and Mai saved this photo for me. That's why I'm voting yes. Vậy thì đối với bức ảnh nhóm do Super Mentor Thanh Hằng chỉ đạo cũng được 4 yes. Team Thanh Hằng có 12 điểm. Tiếp theo sẽ là bộ ảnh của team Super Mentor Hồ Ngọc Hà. For me, I don't think her body line looks good enough in this photo. I can't give a yes. I didn't like the total composition, so it would be a no for me for this one. I'm sorry. Anh không hiểu sao là 2 lần rồi cái bức ảnh của Vân á, anh cảm thấy là cái cách diễn mặt của Vân nó hơi bị over một tí xíu. Nhưng mà cả 2 lần anh đều say no chỉ vì cái biểu cảm gương mặt của Vân thôi. Cho nên Vân có thể suy nghĩ thử nha. Trước đây khi mà Hà bắt gặp hình ảnh của Như Vân ở trên tạp chí hay trên sân khấu nhà thì bạn rất là nhiều năng lượng và cực kỳ cuốn hút. Tuy nhiên không hiểu vì một lý do gì mà khi bạn về nhà chung và một cái đội chung như thế này thì bạn đang bị co mình lại. Kiểu bạn sợ thoát ra một cái hình ảnh thật thì bị làm sao đấy hay sao Hà chưa hiểu. I saw power and strength in her image, confidence. I see it inspiring. So I'm going yes. Vậy thì người mẫu Như Vân có một yes từ ban giám khảo. This one definitely looks like what Kathy said. She looked like she fell off the building and just broke her neck. And I would say no. It's just because of the angle of where the photographer was standing. But her back, the lining, her foot, you know, it's good. The way she's supporting her back, it looks strong. But I just feel like I'm looking at a picture in a haunted fashion shoot. So it's a no for me. Là bởi vì mình so sánh có 2 người mẫu cùng một cái dáng thì cái dáng này tự nhiên nó tạo cho mình cái hiệu ứng không bằng cái bạn kia, cho nên anh cũng say no. I have to go no on this. Tuyền có được một cái cơ thể của một người mẫu, có một gương mặt châu Á, nhưng mà Tuyền không có năng lượng, lúc nào trong tình trạng sắp xỉu, mình phải bơm rất nhiều năng lượng cho bạn ấy. Nên là mình Hà nghĩ hiện tại đang thuộc vào top yếu nhất của đội của Hà. Vậy thì người mẫu Thanh Tuyền chưa có cái yes nào từ ban giám khảo. Và bây giờ xin mời bức ảnh của người mẫu Lâm Châu. I put yes. Anh cũng rất là thích cái bức ảnh này, cũng là một cái yes của anh. Và anh nghĩ là cái biểu cảm này nó rất phù hợp nè. Có nghĩa là anh cảm được cái cách biểu cảm khuôn mặt và cái hình thể này của bạn. Cho nên cũng là một yes của anh. Okay, I'll go next. For me, it's also a big yes. Each individual model a score from 1 to 10. This photo is one of my 10. Vậy thì người mẫu Lâm Châu đã có 4 yes từ ban giám khảo. Và bây giờ bức ảnh của người mẫu Hoàng Yến. Almost a 10. Almost perfect. It's unfortunate that the photographer was more to the side. If he had centered you properly, your neck would have looked long and beautiful. This, it looks like you're like this, right? It looks like you have no neck. So that's why I have to give this photo a no. Với anh thì anh cũng không thích bức ảnh này vì cái biểu cảm, một cái no của anh. I would have said I say yes because of how the picture looks and the strength and you didn't look as stressed as you should have been. So you're giving her a yes? Yes. Do you disagree? I totally disagree, obviously, because I gave her a no. Yours? I know, but I'm just saying that she looks like she has no neck. But it's okay, because you're not a fashion model like I am, so it's okay. But I make more money, honey. No, you don't, honey. Not anymore, baby. Your husband. Well, you guys probably make more money than me. But I can say I know my members, and this might not be a hero billboard shot. You know, even though you have no neck, I believe that all my members would be inspired. They would say, I want to be like that. And that's great to be. It's actually being a mentor for millions of members across Vietnam. I want to be able to do that. How can I do that? And that's what that photo says to me. And that's why I voted yes. Vậy thì người mẫu Hoàng Yến có 2 yes từ ban giám khảo. Bây giờ sẽ là bức ảnh team của team Hồ Ngọc Hà. When I originally looked at this, I don't know if I'm selling Pilates equipment or if I'm inspiring people to live healthier. I went back and forth, but I leaned back to yes because I feel every Pilates move, every form is spot on. I could see how I could use this photo in my company. I was 50-50, I almost went no, but I decided yes. I didn't like, so the girl on the left that looked like she has a broken neck again, the girl in the white in front, your body position was just slightly unflattering. It would be a no. Because this is a group shot, everyone has equal limelight. She steals away the attention from all the 3 other girls. I think if maybe you had one of the models in red swap with her, it's a good possibility that everybody would shine the same. So because it's a group picture and I prefer to see everyone have the same amount of spotlight, it would be a no for me. Thì thực ra khi mà Hà chọn một bức ảnh cho các bạn thí sinh á, thì Hà phải nhìn đầu tiên là thần thái rồi ít lỗi nhất để có thể lựa chọn. Và đúng là Hà cũng đã có một chút thiếu quan sát ở cái monitor. Và Hà cũng lấy làm lạ là lúc mà mình nhìn thấy từ cái bức hình đi qua cái monitor là Hà đã phải cảm thấy ok rồi mới chuyển sang một cái thế khác. Thì cũng không hiểu cuối cùng mọi thứ là như thế nào, nhưng mà Hà đã rất là cố gắng để lựa chọn những bức hình khá ổn các bác. Vậy thì tổng kết lại team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà, các bạn có 8 điểm. Và bây giờ sẽ là bộ ảnh của team Super Mentor Hương Giang. Đầu tiên xin mời bức ảnh của người mẫu Thúy Quỳnh. This is a perfect example. You don't need to look spot on to the camera. You can communicate passion and energy just by body language perfectly well. Another hero shot for me. I vote yes. Thank you. And I love the fact that you used the creativity of using the other equipment on the Pilates machine as well. So big yes for me as well on that one. So well done. Với Tiến thì Tiến thấy việc Hương Giang dời cái Pilates lại cái vị trí này nó cũng có một cái lợi thế, đó là cái núi ở phía sau nó nằm gọn ở trong cái khung đó như là một bức tranh vậy. Và Quỳnh lại được cân chỉnh ngay trung tâm của bức tranh đó. Thì Tiến cảm thấy là mọi thứ nó rất cân đối và Tiến cũng đồng ý đây là một cái dáng đẹp, một yes của Tiến. Perfection. Your legs and how you look is perfect. This is another photo that makes you look like you're 180 centimeters tall. Yes. Vậy thì người mẫu Thúy Quỳnh có 4 yes từ ban giám khảo. Quyết định chọn là một cái dáng rất khó như thế là Quỳnh cũng đã nghĩ trước ra được là khi mà mình tạo được cái thế khó như vậy thì mình sẽ gây được ấn tượng cho ban giám khảo. Và khi mà nhận được 4 yes thì thật sự lúc đấy là Quỳnh vỡ òa. Tiếp theo, xin mời bức ảnh của người mẫu Đỗ Hương Giang. This photo disturbs me. It's almost perfect. Your arms and everything looks good. Your legs are straight, perfect. You're beautiful. Your body looks amazing. But that foot standing on the other piece of equipment really bothers me. I don't know. It's a no for me, unfortunately. I don't have a problem with your foot, but I feel that the bottom part of your body has a very strange angle for you, so I would say no. So I would have to agree with these beautiful ladies. No. Với Tiến thì lúc đầu nhìn vào tưởng là đi catwalk mà lỡ hụt giò xong tuột xuống dưới bị rồi đu lại trên cái đó thôi, chứ mình không hiểu được cái ý đồ của cái việc này, cho nên Tiến say no. This one, I would vote 10 out of 10. You don't need to smile, but it says a million words and it inspires me to take that first step to live a healthier life. Yes. Với Tiến thì đây là một cái bức ảnh mà có bố cục quá đẹp. Ở góc dưới bên phải có một thiết bị bên phải và ở bên trái cũng có một thiết bị còn dư của bên trái. Pilates nằm giữa khung hình và sau đó lại có hai cái quả núi nó nằm ngược chiều với nhau. Và bạn Chloe lại tạo một cái dáng cũng gần như vậy nữa ở trung tâm của cái bức ảnh đó, cho nên cảm thấy rất thích. Tiến cũng yes. Absolutely perfect, beautiful. It's a 10 out of 10 for me and a big yes. Mình là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Thế nên là để mà nhận được một cái lời khen gọi là hoàn hảo thì thực sự nó rất là khó đối với mình. Thế nên khi hôm nay mình nhận được cái lời khen đó thì mình cảm thấy rằng cuối cùng thì cái khát khao chứng minh của mình, cái quyết tâm của mình đã ra được kết quả. Anh tiếc nhất cũng là cái biểu cảm gương mặt của Ngân, cho nên là anh sẽ say no. For me, this photo actually works for me. I'll give you a yes. I agree that you are skinny and it's hard to make a skinny person look strong. That one made you look really strong. And I love the fact that you tried to smile. Even through the pain. So I will give you a yes because this was the first smiling photo we've seen so far. I know that my members would love to see this in our club. I think it's just a great shot, but I have to go yes. Mặc dù Ngân ít có biểu cảm sung sướng lắm, nhưng mà hồi nãy khi mà nghe nhận xét là kiểu sung sướng dã man luôn á. Mọi người có hiểu cái cảm giác người sung sướng không? Cao Ngân có 3 yes từ ban giám khảo. This was a yes for me. I vote yes. Riêng đối với team Hương Giang thì anh thấy em có cái sự kỹ lưỡng trong việc lấy khung hình. Tất cả các khung hình của em nó đều hoàn chỉnh và nó đều kể được câu chuyện. Cho nên là anh đánh giá rất cao điều đó. Anh say yes. I agree with all three other judges that it's perfect. Yes. Vậy thì Trúng Huyền Thanh, bạn có 4 yes. Với bức ảnh này thì anh cũng vẫn đánh giá cao về khung hình, nhưng mà khó hiểu một tí xíu về cái tạo dáng này của My. Anh không cảm được, cho nên say no. For me, I get a little lost in this photo and I don't feel your emotion flowing through this photo and that's why I voted no. The composition was strength, grace, perfection to the body and everything, but I wasn't sure if I liked the hand, if I want to be picky or not, so I'm going to say yes. I think her hands are okay because there was another photo from a different model and her hands were going out instead of in. Yeah. So I think this is good. So I'm going to give you a yes also because you could see a lot of the equipment as well. You got two yes. Và bây giờ sẽ là bức ảnh nhóm của team Hương Giang. Anh Seno, bởi vì cái bạn áo đỏ đang chống tay ở trên cái máy phía ngoài với cái bạn đang gặp gì? Mấy bạn đang không có, anh không có cảm giác là các bạn đang ở trong cái khung hình đó. Ánh mắt của các bạn nó đang lạc ở đâu á. Cho nên anh Seno. I think Nang is in the white in the back. I just lost her. The model in red just didn't seem comfortable to me. This was more leaning towards equipment sales instead of inspiring one life, live well. The bodies are great, but they don't show strength. So for me, as an overall, it would be a no. When it's individual and you're directing, you have the best photos. But when it's a group, why can't you control the photo? Can you tell me why, Jennifer? This is very difficult. Six girls, they're on this 40 minutes already. I have to take 1, 2, 3, 4, 5, 6. And when I see the sixth girl, the first one cannot keep the posing. I think it came down to strategy. Quay did the group shot first, I believe. But I think this group shot you tried last when they were tired. And I agree with that. It was just the strategy of how you organized it. Khi chấm điểm là các giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên số lượng tấm hình đẹp. Chính vì như thế mà mình tập trung cho các tấm hình đơn, nó sẽ dễ để cho mình có nhiều cái tấm hình đẹp, nhiều điểm hơn ở trong cả một bộ hình. Thì đấy là cái chiến thuật của Hương Giang. Jennifer's team was the only team that did not have a good group photo. I could see from during the competition. It's a no. Vậy thì tổng kết lại, team của Super Mentor Hương Giang các bạn có 17 điểm. Và bây giờ sẽ là bộ ảnh của team Super Mentor Lan Khuê. Xin mời bức ảnh của người mẫu Bảo Ngọc. Let me start on this one. When you were doing the shoot and it was the first shot, I was like, wow, that's so cool, that's so creative. She put that round thing and she's like, look, great composition. But that particular picture, you chose the wrong one. Yeah, I would say no, it just looks like a joyride. Right when you came on, my whole marketing team is here. And they all said, you're so cute and you have great energy and you're so amazing. They loved you. I thought this one was a victim of the wrong shot. But this one I can't say yes to, even though everything else was great. Because she is Gen Z, so she represents her generation. So that's why I chose this photo to represent her generation, the new and the future. I'm probably the one who knows the least about Gen Z here. But what I do know about Gen Z, sometimes if they're not happy, they don't want to be happy. They communicate by something else. Gen Z isn't always about smiling and acting. They're so genuine. And when I look at this, it doesn't scream authenticity to me. Với anh thì anh cũng sẽ say no. I disagree with everyone. I think this is the only photo that I see, hey, doing Pilates is actually fun. I don't want to see only high fashion, but I want to see something that's diverse, that's a bit different. And this is actually the only photo that we've seen that you're actually smiling. I look at that and I feel like, you know what? Maybe Pilates isn't that hard and I could actually do that. I'm giving her a yes. I actually like this photo. Vậy thì Bảo Ngọc, bạn được một yes từ ban giám khảo. Tiếp theo xin mời bức ảnh của người mẫu Kim Nhung. Với Nhung thì anh thấy cái biểu cảm này, cái khuôn mặt này xuyên suốt từ đầu tới giờ. Và đó là cái điều anh rất tiếc. Bởi vì tất cả những thứ còn lại của em rất tốt. Nhung phải cố. Bởi vì nếu như những thử thách tiếp theo mà Nhung không thay đổi được chỗ này, Nhung vào vòng loại, anh chắc chắn anh sẽ loại Nhung. Bạn sẽ say no với em với bức ảnh này. For me, this picture, I love your position, your feet, your strength, your body, the composition of the photo works for me. I'm gonna say yes. So for me, I think this photo, 70% is skill, 30% luck. Because you're wearing black and your hips are facing straight into the camera. Normally, if your hips are facing straight into the camera, you're gonna look big and thick, like the ladies who was wearing red and white. But because you're in black, this photo, it still makes your body look really, really good. You know, it looks good, so it's a yes for me. I don't get the emotion and passion. For me, I have to go no on this. Vậy thì Kim Nhung, bạn có 2 yes từ ban giám khảo. Tiếp theo xin mời người mẫu Alita. Cái khung hình thì có thể anh chưa ưng lắm, nhưng mà đối với vóc dáng và biểu cảm này thì anh say yes. But when I look here, something that is inspiring about this and it tells a story around this shot, so I'm gonna go yes. The reason I wanted to say no at the beginning is because I don't like the way the machine is cropped. And I'm looking at it again and I changed my mind. I'm gonna say yes because your facial expression did not look as stressed, so you get a yes. Yes. Vậy thì Alita, bạn có 4 yes từ ban giám khảo. This doesn't say anything to me. And for some reason, I can't see how I would use this to inspire people to be healthier and to take that first step to living a better life. So I went no on this. For me as well, it's a no because of the hand. It looks strong. It's a beautiful composition. So I would say yes. I'm gonna say no because your body just looks a bit too freaky for me in this photo. Yeah, it's a no. Yes. A no for me. I have a problem with your feet. It looks like your leg is broken just because you didn't point your toes. So I have to say no because that's all I see, a broken foot. I'm gonna go no. Với anh thì khung hình và bố cục này anh say no. And it's so hard to say because you look so beautiful, but somehow it was just unlucky about how the bar and how the equipment got in the way of your grace. No. I disagree. I actually like this photo. I think it shows strength. For me, this photo is almost effortless, so I'm gonna give you a yes. At first, I thought it was a really beautiful body shot, but I also have a problem with the bar. The bar that cuts your neck. Like this, sorry, I say no. Maybe là ngày hôm nay team của Lan Khuê sẽ có một cái kết không được happy lắm nha. Mình cảm thấy điều đó. Vậy bây giờ sẽ là bức ảnh nhóm của team Super Mentor Lan Khuê. I love the idea of it's the first coach and client, right? And you made that front and center on this one. Yes. I really like the fact that you used all the machines really well. It's very difficult to compose 6 people and have them in the right position. What I liked about the way you worked is you kept your eye on the screen. That's why you were able to compose them in certain positions that made the layout look perfect. It's a big yes for me. Thank you. Khuê, I want to tell you that this is the second episode now that I've watched you work. You've done really, really good in directing. You pay attention to detail. You had the girls running, looking at the screen, going back, telling you, preparing for the next pose. Really, really good teamwork. Overall, I think this is probably the best group photo that best represents California Fitness. It shows you have people, you have trainers there to support you. So this is a yes for me. Vậy thì team của Super Mentor Lan Khuê các bạn có 12 điểm. Sau khi cộng hết số điểm của phần vừa rồi lại và chia trung bình cho tổng số thành viên rồi thì chúng ta sẽ cộng với điểm của bức ảnh của New Mentor. Team nào có điểm cao nhất thì team đó sẽ chiến thắng. Và bây giờ sẽ là lúc chúng tôi công bố kết quả của 4 bức ảnh do New Mentor chỉ đạo. Số 1 sẽ tương ứng với 4 điểm, hạng 2 sẽ là 3 điểm rưỡi, hạng 3 sẽ là 3 điểm và hạng 4 sẽ là 2 điểm rưỡi. Vậy thì bây giờ xin mời bức ảnh của New Mentor team Thanh Hằng. We looked at this again and again and again, and because you were the first team, I'm sure it was the hardest. It was too much stress and too combined in one machine. You could have spread them out, one on the floor, one on the thing. It could have been better. Tiếp theo, xin mời bức ảnh New Mentor của team Hồ Ngọc Hà. I remember Ha's first photo shoot that she did for yoga, and this photo brought me back to that time. When I see this, I see Một Đời Sống Khỏe. I see one life live well. I see anything is possible. I thought this was the best shot. By the way, the New Mentor, amazing work. I saw you running around, I saw you commanding the team, and when you put this together, I literally took my breath away. Amazing job. I think this is the best shot. Và bây giờ sẽ là bức ảnh của team Hương Giang. This photo, good but not good enough. The composition is good because the model in white is sitting on the floor and you have the smoke come up, so you almost can't see her. So I think that was a mistake. I actually think the person, the model who is the strongest is you, the one in red holding the ball. Và bây giờ xin mời bức ảnh của team Lan Khuê. Thứ nhất vẫn là biểu cảm của Kim Nhung. Anh ở đây đang nói một cách chân thành chứ không phải là kích em. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu em có thể chịu khó linh hoạt cái biểu cảm của mình hơn là giữ một sắc màu như vậy. Thứ hai là Alita phần này cũng không ổn. Và bây giờ thì Tiến sẽ xin phép công bố luôn cái thứ tự team về nhất là team Hồ Ngọc Hà đối với bức ảnh của New Mentor. Về 2 là team Hương Giang. Về 3 là team Lan Khuê. Về 4 là team Thanh Hằng. Và bây giờ sẽ là điểm trung bình của các đội. Team Thanh Hằng 5,5, team Hồ Ngọc Hà 6, team Hương Giang 6,3 và team Lan Khuê 5. Win rồi, nói gì nữa. Chị Hương Giang đã vào vòng loại. Điều này đồng nghĩa với việc Hương Giang ngay lập tức phải cho tôi biết cái tên mà bạn sẽ chọn là team an toàn trong tối hôm nay. Thật ra đúng như chị Hà nói là chúng ta sẽ chỉ có một người chiến thắng thôi. Nhưng mà em có một điều em không đồng ý với chị Hà, đó là em không nghĩ rằng là team của Super Mentor Lan Khuê có nhiều gương mặt có thể thắng giống như lần trước khi mà chị chọn team Khuê an toàn. But guys, I wanna win this competition. So my safety team today is Super Mentor, Lan Khuê. Oh my god. I know it. Biết chắc chắn luôn. Tại vì á, Giang muốn là đôi bạn cùng tiếng. Six six cut off thì em sẽ có rất là nhiều lợi thế hơn. Biết chắc luôn. I don't know. Đội của Hương Giang cũng đang còn tới 6 thí sinh. Có thể thấy rằng là với 6 thí sinh thì mình cũng đã rất là vất vả như thế nào. Cho nên rằng là các cái tập sau chắc chắn rằng là việc vẫn còn 6 thí sinh nó sẽ là một cái trở ngại rất lớn đối với Hương Giang. Chính vì như thế mà Hương Giang muốn có một team sẽ cùng gặp một cái trở ngại tương tự giống như mình. Đó chính là lý do vì sao mà Giang quyết định là sẽ giúp cho team Lan Khuê an toàn. Quyền sinh sát trong tay người khác, cho nên chấp nhận và đi tiếp thôi. Bây giờ thì xin mời tất cả các Super Mentor sẽ về phòng và lựa chọn cho tôi biết hai cái tên mà bạn sẽ gửi vào vòng loại. Có bất ngờ với lựa chọn của chị không? Tại vì team mình đông quá, lắm con báo quá, mà bây giờ lại còn loại bớt giúp Khuê nữa, chắc chắn là team mình sẽ bất lợi về sau. Thôi chúc mừng tất cả chúng ta. Thì bây giờ để khỏe uống NMN nhá. NMN là một sản phẩm rất đắt. Nó sẽ giúp cho bọn em sâu từ bên trong, nó sẽ khỏe. Mỗi ngày sử dụng thì nó sẽ là ok nhất. Nào, em đó uống nhiều vào rồi, mở ra cái ly nào. 1, 2, 3, yeah! Nè, Ngân cầm về. Mỗi ngày uống một chai đi. Nhưng từ khi nào đi quay thấy uống. Không uống hết thì lúc quay lại yếu như cũ. Cảm ơn team của mình là luôn luôn cùng chị để mà chiến đấu và tìm ra được những cái phương án tốt nhất cho cái phần thử thách của mình. Tuy nhiên là cái điểm quyết định thì nó lại nằm ở cái hình của New Mentor. Nhưng mà so mặt bằng chung á, không phải quá tốt cái bức hình, nhưng mà nó cũng không phải là quá tệ thôi. Những cái sự đau đớn trong con người của mình, đúng không? Mình khắc phục được hết, mình nén lại hết để mình có thể thực hiện. Cá nhân của Hằng thì Hằng thấy các bạn đều mạnh. Và thử thách này các bạn làm rất tốt, chỉ là thiếu một chút may mắn. Thấy cái phần thi của mình vừa rồi như thế nào? Team mình đã tiến bộ rất là nhiều, có một cái năng lượng rất là tích cực trong set. Cái không may mắn của ngày hôm nay đó chính là team mình có những cái góc chụp nó chưa được phù hợp với những cái dáng mình tạo. Kém chị Hương Giang một chút thôi. Các bạn nên tự tin chứ. Giữ được một cái tinh thần như vậy thì càng tốt. Hôm nay chúng ta có thể không thắng, nhưng không phải là ngày mai chúng ta sẽ không thắng được. Hằng không bao giờ muốn giao cái sự chủ động cho người khác, mà Hằng chỉ muốn là bản thân của mình, team của mình nỗ lực. Bạn muốn quyết định tất cả mọi thứ thì bạn phải chiến thắng thôi. Sao em hoài nghi về sự lựa chọn của Super Mentor Hương Giang lần này quá. Super Mentor Hương Giang có đang đi đúng cái mục tiêu của chương trình hay không? Chúng ta không thể nào mong chờ vào người khác phải đi đúng với mình. Hương Giang nghĩ gì thì Hằng không rõ. Mình chỉ lo được cái bổn phận của mình và thí sinh của mình. Quyết định của mình sẽ ra sao để mà có thể bảo toàn nhất những bạn đang còn lại. Qua đây thì em cũng đã thấy được Super Mentor Hương Giang. Wow, cô ấy chơi game rất ghê. Em cảm thấy là hôm nay mình xứng đáng với vòng loại. Vậy vì sao? Em không có dết nào. Kể cả trong cái quá trình thử thách đầu tiên đến giờ đi, thì em có nghĩ rằng là đã rất là hết sức cố gắng chưa? Em thật sự cố gắng. Khi mà cái tập trước á, chị Hà có nói với em là cái dáng mà em bô trên lambot đó là may mắn vì em trụ được chân. Nhưng mà thật ra thì không phải vậy. Vì cái lúc tập á, em không thể đứng trên nó luôn. Kết thúc cái phòng tập á, em có vào phòng make up. Em tập từng khu. Tất cả mọi người trong ekip make up đều phải đi theo em để có thể chải lại tóc cho em. Vì em hất quá nhiều và em đứng tập quá lâu. Chị thấy Vân là người rất là chịu khó tập, nhưng mà cuối cùng thì bức ảnh mình không đạt được như mình mong muốn. Em có thấy bất công hay là sao? Tập trước em không có điều phối tốt, nên là tập này em quá chú trọng về cái phần lead để các bạn có thể teamwork một cách tốt hơn, nên em quên mất cái phần của mình. Dạ. Yeah. Chị cũng bị chủ quan cái vấn đề đó. Thật sự là chị tập trung các bạn hơn vì chị lo là các bạn không biết làm. Còn Yến có nghĩ rằng đây là một thử thách quá khó đối với em không? Em nghĩ đây không phải là một thử thách khó với em, bởi vì em có đi tập luyện yoga cùng với nhóm cũng như là Pilates rồi, với nhóm rồi. Và em cũng khá là thích cái bộ môn này. Và hôm nay là thật sự em cũng rất là cố gắng để thực hiện rồi, nhưng mà em nghĩ rằng là chắc em vẫn chưa điều khiển được cái mắt em. Có rất nhiều những cái nhỏ mà cần rút kinh nghiệm từ bản thân Hà cũng như các bạn để có thể sau này có những cái kết quả tốt hơn. Rất tự hào về team của mình. Các bạn là những thí sinh rất mạnh và team của mình là team mạnh. Ai vào vòng loại thì đừng mang cảm giác là mình loại tới nơi rồi và mình phải ra về. Trong lúc đó em vẫn phải chiến. Phải cho những người ở trong vòng đó biết là phải giữ lại em. Bởi vì em sẽ làm điều gì cho chương trình, em sẽ tạo nên sự hấp dẫn gì chương trình. Và em có phải là mục tiêu và con người mà chương trình đang tìm kiếm hay không? Mà chiến như thế nào bằng ngôn ngữ của em, bằng tư duy của em, bằng sự máu lửa của em. Hương Giang và Dược Sĩ Tiến sẽ đưa ra những câu hỏi thực sự rất là khó để lắng nghe tư duy của các bạn, sự phản biện của các bạn. Lúc đó sẽ thấy được bản lĩnh. Vào cái vòng loại tập này, chị đồng ý là chị cũng sẽ chọn Tuyền và chị sẽ thử thách các giám khảo khác. Bây giờ trong khi đội của Lan Khuê hay là Hương Giang xứng đáng có hơn 2 thành viên phải đi về, mà bây giờ Hà và Hằng team của mình vẫn đang còn những cái thí sinh tốt. Không phải các bạn yếu kém mà Hằng gửi vào, mà các bạn phải vào để bảo vệ chính mình và phản biện thật tốt để có thể quay về. Hằng thì không bao giờ bỏ rơi thí sinh của mình, ngay cả trong cuộc thi hoặc là ở ngoài đời. Nhưng mà Hằng nhìn xa hơn là với những thử thách tiếp theo là điều gì sẽ tốt cho team của mình. Những chị đứng chung với mình thì mình cảm thấy những chị đó có phần làm tốt, cũng như là không xứng đáng. Chắc là chiến thuật của các huấn luyện viên muốn như vậy. Yến và Tuyền sẽ dắt tay nhau đi vào trong đấy. Và em cũng có thể hỏi lại chị Hương Giang rằng chị đã từng là người muốn công tâm và tìm ra những người mẫu thật sự có tài năng. Vậy tại sao chị giữ đội chị Lan Khuê lại? Trong khi em tin rằng với tài năng của em, với ngoại hình của em, với sự hiểu biết của em thì em hơn những cái tên nào trong đội chị Lan Khuê. Chị đã công bằng chưa? Mình rất lễ phép, phải giơ tay và nói được cái điều đấy cho chị trước khi người ta đưa ra quyết định. Và đó sẽ chính là cái điểm yếu của Hương Giang. Bây giờ nó không phải là từng bạn, mà đó là một sự gắn kết của một team. Trên cái hành trình của mình đi sẽ có những người anh hùng phải đối diện với những cái khó khăn đó. Vậy Hằng không muốn để ai dơ hết trơn á, nhưng mà tụi em thì cũng đang muốn tạo cú tuyết. Em có thể nói qua chỉ biết về cái hành trình của các em cho tới tập này được không? Bọn em cảm thấy bọn em đã làm được những gì ở chương trình The New Mentor lần này? Em chào anh chị ạ. Mục đích em tham gia chương trình này là để khẳng định được bản thân mình có đủ những tiềm năng cũng như là tố chất để làm một The New Mentor. Tới đến tập thứ tư này, em đã vượt qua được chính bản thân mình. Em không chỉ muốn mình được phát triển ở Việt Nam mà em còn muốn mình có thể vươn ra quốc tế nữa. Mong rằng em sẽ có một cơ hội thể hiện bản thân mình được tốt hơn. Khả năng và tố chất như thế nào em đã thể hiện qua những điều gì? Tập ngày hôm nay em thật sự rất là cố gắng. Chị Hà có chọn cho em cái bức hình mà em đứng trên cái máy reformer. Cái dáng đấy thực sự rất là khó, cũng khá là buồn khi không được nhiều sự lựa chọn cho bức hình đó. Em vẫn chưa được thể hiện tốt bằng chị Như Vân, nhưng mà mình có khả năng và làm tốt hơn so với những thành viên của các team khác. Em đến với chương trình để có thể mong muốn bản thân mình sẽ trở nên là một phiên bản đặc biệt để có thể trở thành The New Mentor như chương trình đã tìm kiếm. Trên ngoại hình và gương mặt em sẽ có được hai cái lĩnh vực khác nhau như commercial và high fashion. Nên em mong muốn là khi đến chương trình em sẽ thật sự tỏa sáng. Trước khi đi thi, mọi người có bảo với em là em chưa đủ khả năng cũng như là cái độ tuổi để có thể tham gia của chương trình lớn và chất lượng như thế này. Nhưng em lại có suy nghĩ khác rằng tại sao khi tham gia một chương trình Hoa hậu chỉ cần một vài năm thôi là có thể trở thành một New Mentor? Thì em nghĩ tại sao đối với một cô gái 2001 như em thì không thể tham gia một chương trình lớn như thế này. Và em thật sự mong muốn có cơ hội để được đi tiếp. Mình thì mình không có một lợi thế nhất định nào đó. Hoàng Yến thì có gương mặt high fashion, chị Vân thì lại là quá nhiều kinh nghiệm rồi, còn Châu thì gương mặt của Châu lúc nào cũng thần thái. Nhưng khi bước tới một phần thử thách, em luôn muốn mình được tỏa sáng dù chỉ một giây một phút. Em không sợ là em sẽ về. Em chỉ sợ bản thân của em thật sự chưa làm tốt thôi à. Mình có vẻ thì hơi hiền một chút nhưng mình lại là thành viên dung hòa tất cả mọi thứ. Mình có thể học theo chị Vân, Yến hay là kể cả Châu. Quá trình em thực hiện suốt những tập vừa qua, mọi người cũng có thể nhìn thấy cái sự cố gắng của em. Có thể là em còn thiếu sót rất nhiều, nhưng mà em luôn cố gắng để hoàn chỉnh bản thân. Để mà nói về kết quả thì em không có một cái kết quả tốt, nhưng với em, đấy là em đã chiến thắng bản thân mình. Bản thân em thì không phải là một người nói chuyện hoạt ngôn, nhưng tinh thần của em luôn luôn là cố gắng và chiến đấu thể hiện bản thân một cách hết mình. Không thể nào mà đánh mất cơ hội của mình thêm một lần nữa. Cái mà người đối diện nhìn thấy từ mình, đấy là cái tinh thần. Bạn có thể đi xa rồi không? Đấy lại là một câu chuyện. Vâng, đến với chương trình The New Mentor là để cho bản thân em một cơ hội bước qua khỏi cái rào cản của em, tạo cho bản thân mình một hình tượng để có thể giúp được những cái người mà có cái hoàn cảnh hoặc là có cái phong cách giống như em. Em từng rất là sợ đám đông, em bị ám ảnh cưỡng chế sợ xã hội. Em là một nhà thiết kế nhưng chưa bao giờ dám mặc hở cho tới khi em phải bước qua khỏi giới hạn của mình. Thì The New Mentor là một cái bước điểm để em đem tới những cái thông điệp của mình tới mọi người. Và trong chương trình này hiện tại em cảm thấy là team em là một team mạnh và em cũng là một yếu tố sáng có thể đồng hành với chương trình. Hiện tại là team em có 4 người nhưng mà em chưa từng được làm The New Mentor và em hy vọng là có cơ hội để trở thành The New Mentor, thể hiện cho mọi người thấy là em ở đây em có thể làm được nhiều hơn như thế. Ngày hôm nay chị chọn team Lan Khuê An Toàn không phải là bởi vì chị định loại thí sinh mạnh hai team còn lại đâu, mà bởi vì đội chị cũng đang có 6 người. Cho nên chị muốn chỉ đấu với 2 team còn lại, nó sẽ dễ hơn cái việc chị phải đấu với cả 3 team. Việc có cả 6 người thì sẽ làm cho Lan Khuê khó chiến thắng hơn trong các tập sau. Và vô tình thì nó đẩy bọn em vào cái tình huống này. Nhớ không nhầm thì Ánh có tới 3 lần nằm trong top 3 của khu vực đào tạo toàn diện. Vâng, em có một cái ngoại hình, một cái khuôn mặt, một cái style nó cũng rất là hay. Tuy nhiên nó chưa phù hợp rộng rãi với nhiều các concept. Bằng chứng là nếu như mà để cho em chụp hình với sen này thì chị thấy em làm không tốt. Yến, trong mắt chị thì em là một thí sinh có một gương mặt khung xương, mọi thứ rất là high fashion, nhưng mà cái phong độ của em không ổn định. Phần thử thách của chương trình thì từ đầu cho đến cuối thiên về commercial rất là nhiều. Đất để diễn high fashion cho em vẫn chưa có. Ngày hôm nay chị thấy những cái tạo dáng của em cũng không thấy quá wow. Tại sao em lại có một cái sự an toàn đó? Đây cũng là lần đầu tiên mà em được tiếp xúc với bộ môn yoga và Pilates. Và những cái dáng đó là những cái dáng mà em đã tự suy nghĩ và đã tập luyện rất là nhiều. Và em cũng tự tin để đi lên trên set, quay pose những dáng đó để cho photo chụp lại. Từ tập đầu cho đến tận bây giờ, có mỗi tập 4 này là phù hợp với cái phong cách của em nhất. Còn với em, thực sự đến giờ tập này chị chưa có một ấn tượng nhiều gì với em. Hình như em cũng chưa vào top của các kỳ tập nào đúng không? Tuy là chưa có nhiều đột phá nhưng bản thân em luôn nằm ở mức an toàn, chưa có vòng nào bị bottom 3. Chẳng qua là mình chưa có gì nổi bật. Chị thì chị thấy em đuối hơn so với mặt bằng chung ba bạn còn lại đang đứng ở trong phòng này. Mình cảm thấy các thành viên còn lại của các team khác thật sự chưa làm được tốt. Nhưng vì ăn may hoặc là chơi game gì đó mình không biết. Quyết định của chị ngay lúc này nó sẽ là cái quyết định chọn của thí sinh. Đối với chị có một cái hành trình không tốt bằng ba bạn ở đây. Và sự lựa chọn của chị ngày hôm nay là Thanh Tuyền. Cảm thấy không đáng. Trong khi team của chị Lan Khuê và chị Hương Giang đều có những thí sinh đến ngày hôm nay thì cũng vẫn chưa có gì đặc sắc, nhưng lại là những thí sinh được giữ lâu nhất. Với chị, em chưa đủ cho The New Mentor. Và nếu như em có thời gian thì với chiều cao đó, với gương mặt đó, với cái cách ăn nói như thế này, chị tin là em sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở các cái cơ hội sau. Cảm ơn em. Cũng chưa hiểu về chương trình lắm, khi mà liên tục loại đi những thí sinh có tiềm năng và giữ lại những thí sinh mà cảm thấy an toàn. Nguyễn Đặng Thanh Tuyền. Trẻ trung, thông minh, duyên dáng. Tuy là cuộc hành trình ở The New Mentor tập 4 của em sẽ kết thúc, nhưng mà phía trước còn rất là dài, tương lai của em cũng sẽ còn rất là nhiều, nên là em mong khán giả có thể luôn ủng hộ và chào đón em để em có thể được tiếp tục với công việc của mình. Rồi bây giờ em đá cong cái chân lại, em đừng đá dài ra và thẳng cái trụ người trên. 1, 2, 3. Chống hai tay lên cho chắc. 3, 2, 0. Xin gửi lời cảm ơn đến chị Hà, team của mình và những anh chị ekip cũng như team make up đã luôn dậy sớm và team hậu đài, hậu cần đã luôn giúp tụi em có những cái phát sóng cũng như chương trình thành công. Em xin cảm ơn. Anh vẫn sẽ luôn có một cái câu hỏi khó để thông qua đó biết đâu các bạn có thể sẽ thay đổi được cái định kiến của anh và có thể anh sẽ phải thay đổi cái quyết định của mình. Và rõ ràng anh đã từng phải thay đổi cái quyết định của mình trong việc loại trừ rồi. Nhưng mà ba bạn là ba cái màu sắc nó quá rõ ràng. Anh phải biết là thí sinh nào họ sẽ tiệm cận hơn đối với cả cái danh hiệu The New Mentor. Chứ suốt ngày hỏi khó hỏi dễ, đây đâu phải vòng thi ứng xử. Cái điều quan trọng là The New Mentor khác với một người mẫu ở chỗ nào? Đó là tư duy, đó là khả năng diễn đạt, khả năng trình bày. Vậy thì cái việc anh đặt ra một cái câu hỏi khó là để cho các bạn thể hiện được các bạn có tư duy gì. Và khi các bạn có tư duy đó, các bạn nói cho anh hiểu và mọi người hiểu thì nghĩa là các bạn có khả năng truyền đạt. Anh nghĩ rằng ngày hôm nay Hương Giang có thể ngồi đây một phần cũng là bởi vì em có tư duy khác biệt, em có khả năng ăn nói tốt. Thôi được rồi, cái câu hỏi đó là của anh, đấy là cái ý kiến riêng của em, nó là như thế. Thì bây giờ sẽ là câu hỏi mà anh khai thác. Đối với các bạn trên cuộc đời này, cái điều gì ít quan trọng nhất? Theo em thì em chọn xuất phát điểm. Không phải ai sinh ra có một cơ thể của một người mẫu và một gương mặt góc cạnh thì cũng là một model tốt. Em chưa hẳn là sở hữu một chiều cao tốt nhất mà cũng không phải là một cái gương mặt hợp làm người mẫu nhất. Nhưng em vẫn cố gắng và nỗ lực để có thể khác biệt và có thể tạo được chỗ đứng cho mình trong nghề. Em có rất nhiều thay đổi từ lúc em bắt đầu làm mẫu cho tới hiện tại. Anh chị có thể nhận xét em hiện tại là một người cá tính. Nhưng cách đây khoảng 2 năm em chỉ là một cô gái một màu thôi. Và không ai nhận ra em giữa đám đông hết. Và em tin rằng cái việc mà mình chọn lựa mình là ai nó quan trọng hơn là em bắt đầu từ đâu. Anh Tiến hỏi mà chữ nó tự nhảy lên đầu, bình thường em nói không có ra chữ mà tự nhiên anh Tiến hỏi em trả lời được. Em trả lời đầu tiên xưng không trả lời nhưng mà không biết đâu ra chữ nó nhảy. Có lẽ em sẽ có một cái cách nhìn khác Vân. Cái gì trong cuộc đời thì nó cũng đều quan trọng. Để đặt lên bàn cân thì nó cũng rất là khó. Vì đôi khi là chúng ta không thể nào mà lựa chọn giữa tình cảm và lý trí. Bước ra cuộc đời thì phải học cách cân bằng. Khi em cảm thấy em đã sắp xếp gia đình mình một cách cân bằng, em đã tự tìm con đường cho mình, đấy là chính là bước tới đây và tìm cho mình một cơ hội. Và em nghĩ rằng là sự lựa chọn của em là đúng đắn. Ngày hôm nay em có thể nói ra những cái suy nghĩ của mình thật bình tĩnh nhất cũng là nhờ được gần chị Hằng. Đó là một điều em trân quý. Đối với em, tất cả mọi thứ đều rất là quan trọng. Bởi vì mỗi thứ từng ít mà mình có được thì sẽ giúp cho mình có thể trở nên hoàn hảo hơn, cũng như là tự tin hơn. Ông trời không lấy hết đi của ai tất cả. Và em nghĩ rằng là mọi thứ đều rất là quan trọng và không thể nào không có một thứ gì là không quan trọng cả. Và điều đó cũng xây dựng nên con người em. Bởi vì em may mắn là em theo nghề là được cả gia đình em ủng hộ và được bố mẹ rất là yêu thương cũng như là ủng hộ em trên con đường làm nghề. Và em nghĩ rằng là mình không có cái gì là không quan trọng đối với mình hết ạ. Tại sao anh đặt cái câu hỏi vừa rồi đối với tụi em? Thật ra là với cái câu hỏi đó thì sẽ cho anh biết được là tụi em đã trải qua bao nhiêu chuyện trong cuộc đời của tụi em rồi, và tụi em đã có xây dựng được cái hệ giá trị ở bên trong tụi em chưa? Câu trả lời của Tường Vân là anh khá bất ngờ, bởi vì đây là cái câu hỏi mà anh đã từng hỏi chắc là lần thứ 3 rồi, nhưng mà lần đầu tiên có người trả lời được câu hỏi này. Không biết tại sao em có linh cảm lúc đó là em nghĩ là em sẽ được giữ lại, và cái lúc mà em trả lời em cũng biết ai nhập em. Anh nghĩ anh có cái quyết định của mình rồi, và cái này sẽ là một cái quyết định rất khó khăn. Và nói ra rằng đây là một cái quyết định khó khăn thì anh nghĩ là Hương Giang cũng đã biết anh chọn ai rồi. Nhưng mà anh sẽ phải là cái người luôn công bằng với tất cả mọi thứ, và anh phải công bằng với cả cái hệ giá trị mà anh đã xây dựng nó từ trong mình bấy lâu. Cái người phải ra về sẽ là cái dịp để bạn phải suy nghĩ nhiều hơn, chứ không phải là mình buồn. Anh đã phải bị từ chối rất nhiều trước khi anh có thể ngồi ở đây. Cho nên nếu The New Mentor từ chối các bạn thì cũng chẳng nghĩa lý gì cả. Rồi sẽ có một ngày biết đâu các bạn quay trở lại The New Mentor ở một vị trí khác. Anh xin lỗi, anh sẽ phải chào tạm biệt. Đối với Ngọc Ánh quay về đầu tiên là Hằng cảm thấy là rất là vui và xúc động. Em loại Thanh Tuyền, tại vì so với các bạn ở trong phòng loại thì hành trình của Tuyền có phần hơi kém hơn một chút. Bạn cũng còn hơi thiếu nhiều khả năng để có thể trở thành The New Mentor. Chị em nghĩ chắc độ của em thì có. Em nói là phải công tâm, nhưng mà em sợ đội của em không được an toàn, em phải chọn cái đội của Khuê. Còn quá nhiều bạn cũng còn nhiều khuyết điểm. Bỗng dưng sau một match Hà nổi giận đùng đùng. Buộc phải có một câu hỏi dành cho Hương Giang. Đó chính là Hương Giang đã thực sự chơi một cách công tâm, và để muốn tìm ra một new mentor thực sự cho chương trình này hay chưa? Cái sự công tâm của Giang đang muốn công tâm trước hết là với những cái thí sinh team của mình. Nhưng mà biết sao được, đây là một cuộc chơi mà, thì mọi người sẽ có những cái chiêu trò riêng của mình. Và bây giờ ai cũng mong muốn mình sẽ trở thành người chiến thắng. Chắc em nhìn lại đi, xem thử như nào. Bản thân chị Hà cũng đã từng chọn Lan Khuê, thì không có cớ gì mà Giang không thể chọn Lan Khuê được cả. Chị chọn Khuê, chị đã giải thích rồi. Vì lúc đấy tất cả các đội còn 6 người, ok? Và Khuê, có 3 người Khuê không chọn mà buộc phải về đội của Khuê. Có quá nhiều sự thiệt thòi. Và chị nhìn thấy Khuê rất cố gắng. Nhưng mà rõ ràng bạn Tuyền cũng không có mạnh hơn tất cả các bạn còn lại. Em thì tại sao em không chọn Khuê đi? Ngay lúc nãy em đã nói là em cũng đồng tình với chị Hà, nhưng em sợ đội của em là thế này thế kia nên em chọn đội Khuê. Vì cô ấy có quá nhiều những cái mâu thuẫn từ tập 1 tới bây giờ. Khi thì thế này, lúc thì thế khác. Giang chọn Lan Khuê là để bảo vệ cho thí sinh team của mình. Tất nhiên Giang đồng cảm được với cảm xúc của chị Hà, nhưng rõ ràng Giang không có trách nhiệm phải bảo vệ team của chị Hà thì bởi vì một cái lý do nào đó. Đi về. Tất cả chúng ta đều ở đây để bảo vệ quyền lợi của những người mẫu tin tưởng và lựa chọn mình. Bởi vì đấy là cái trọng trách chính của Hương Giang. Hóa ra là Hương Giang đi thi này là vì Hương Giang chứ không phải là vì chương trình. Tình chị em mình cũng cảm thấy tiếc nếu như nó dạn nứt, nhưng mà Giang vẫn sẽ ưu tiên cái quyền lợi của người mẫu của mình. Thì Hằng thực sự vẫn còn một chút bàng hoàng. Hoàng Yến. Em rất là xin lỗi chị Hà, bởi vì em không làm cho chị tự hào được. Và em cũng rất là tiếc khi phải dừng chân ở tập 4 này. Cơ hội của mọi người trao cho em và khả năng chiến đấu của em sẽ còn nhiều hơn nữa. Em muốn cảm ơn anh chị bởi vì đã sáng lập ra The New Mentor. Và bây giờ sẽ là Phạm Hoàng Yến. Chị Hồ Ngọc Hà. Yeah. Thực sự là em không cam tâm cho lắm. Để tham gia vào chương trình này thì em cũng phải có đủ những tố chất và đủ những khả năng để có thể trở thành một The New Mentor. 1, 2, 3. Tạo dáng. Nào Yến, đổ nhẹ một xuống một chút nha. Và nhớ nhìn sâu vào camera hơn. 1, 2, 3, xoay. Em tham gia chương trình này để có thể được thêm được nhiều kinh nghiệm hơn, để làm một cái bàn đạp mới, một cái bàn đạp mạnh hơn cho em tiếp bước, cho em làm nghề ạ. Nhưng mà nó hơi căng á, tại vì từ giờ chị Hà còn có 2 thành viên rồi. Em nghĩ là nó sẽ rất là kịch tính. Thế khi mà đi về mình thấy mình là người ông đắc lợi thôi. Thôi, bây giờ thôi. Hà nghĩ Hà không buồn cho bản thân của Hà, mà Hà buồn cho chương trình vì đánh mất đi những thí sinh có tiềm năng, đặc biệt là Hoàng Yến. Vượt qua bộ môn Pilates, team Super Mentor Hương Giang đã có chiến thắng đầy sút sao. Bất ngờ lại xảy đến tại Judgment Area khi 2 thành viên Thanh Tuyền và Hoàng Yến thuộc team Super Mentor Hồ Ngọc Hà phải nói lời tạm biệt với chương trình. Từ đây, cuộc đua đến với ngôi vị cao nhất của chương trình của team Super Mentor Hồ Ngọc Hà giờ chỉ còn 2 thành viên. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5, nhà bộ linh hoạt đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ Trésumé, tóc vào nếp, vượt chuẩn salon đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ California Fitness and Yoga đã đồng hành cùng chương trình nhằm lan tỏa thông điệp một đời sống khỏe đến với cộng đồng. Cảm ơn nhà tài trợ trang phục thời trang tập luyện Olaben đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu trang phục Jacqueline đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu Nailstik by Pang Mỹ Nguyên đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu trang phục Gianvito Rossi đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ lưu trú Paragon Sài Gòn Hotel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu hoa Flower L đã đồng hành cùng chương trình. Ngoài những người mẫu được đi thẳng vào chung kết, sẽ có một người mẫu được quay trở lại chương trình thông qua sự bình chọn của các khán giả. Truy cập vào website www.thenewmentor.voting.vn, tìm kiếm hình ảnh người mẫu mà bạn yêu thích, sau đó bấm bình chọn. Số điểm bình chọn cho các người mẫu sẽ được tính dựa vào lượt bình chọn trên website. Mỗi lượt bình chọn thông qua website trị giá 5.000 đồng và không giới hạn số lượt bình chọn và số người mẫu bình chọn. Thời gian bình chọn đến ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vì các người mẫu có thể chia tay chương trình bất kỳ lúc nào. Hãy nhanh tay bình chọn cho người mẫu mà mình yêu thích để giữ họ ở lại với đêm chung kết. Và như thế, cuộc chiến tại The New Mentor bắt đầu bước sang một chương mới khốc liệt hơn, kịch tính hơn với các thử thách hàng đầu đang chờ đợi top 18 người mẫu của chúng ta chinh phục. Hãy chờ xem 4 vị Super Mentor và các người mẫu sẽ thay đổi chiến thuật như thế nào và tung át chủ bài gì. Đón xem The New Mentor người mẫu toàn năng 2023 phát sóng vào thứ 6 hàng tuần lúc 20 giờ trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment và 20 giờ 30 trên kênh Onsport cộng thuộc VTV Cup.